chương 261, hối hận ban đầu lạc tú vừa dứt lời, mọi người đều sửng sốt. Nhất là ba người thạch tứ quỷ đều nhất thời có dự cảm không lành. Chẳng lẽ? Không, tuyệt đối không thể nào. Chuyện này sao có thể? Vu xa xa đứng trong đám đông đột nhiên trợn tròn mắt. Hừ, đợi thiếu niên tông sư tới ư. Đợi cao thủ số một hoa đông đến cứu các ông sao? Chẳng lẽ đám ngu xuẩn các ông vẫn chưa hiểu rõ à? các ông không đợi được đâu. Bởi vì tôi vẫn còn một cái tên khác. Audio điện tử võ tấn bền. Lạc, vô, cực. Lạc Tú vừa dứt lời, mọi người đều chết lặng, nhất thời biến sắc. Bọn họ không biết Lạc Tú là ai. Nhưng ba chữ lạc vô cực này lại giống như xét đánh bên tai. Bởi vì cách đây không lâu, ba chữ này đã dấy lên làn sóng ngút trời trong toàn bộ hoa đông. Khiến cả khu vực hoa đông phải run sợ, các ông trùm hoa đông đều đứng ngồi không yên, khiến hai nhà quyền thế lớn ở Hải Đông bị tiêu diệt trong cùng một ngày. Chuyện này sao có thể? Sao cậu có thể là? Nhưng đúng lúc này, mọi người chợt tỉnh lại. Không phải là không thể. Ba đại tông sư cũng không địch lại người trước mặt. Thử hỏi trên đời này còn ai có sức chiến đấu như vậy? Có thể một mình càn quét ba đại tông sư liên thủ với nhau. Lạc Vô Cực, chỉ có một mình người này bây giờ cả người vu xa xa bỗng trao đảo. Cô ta luôn đợi thiếu niên tông sư hoa đông kia đến. Bởi vì cô ta tự tin rằng với sắc đẹp và thủ đoạn của mình, cho dù không chiếm được vị thiếu niên tông sư kia, thì cô ta vẫn có thể đi theo phía sau để giành chút lợi ích. Chỉ cần cho cô ta cơ hội, dù chỉ là một tia cơ hội. Thậm chí hôm nay cô ta còn cố ý ăn mặc ngây thơ dễ thương, bởi vì cô ta nghe nói vị thiếu niên tông sư kia thích cô gái ngây thơ dễ thương hơn nữa cô ta cũng đã lên kế hoạch sau khi gặp mặt sẽ tạo ra cuộc gặp gỡ tình cờ nhưng bây giờ cô ta mới phát hiện ra người mà cô ta chờ đợi nửa ngày trời lại chính là lạc tú từng bị cô ta vứt bỏ chuyện này nực cười đến nhường nào người mà mình luôn mong đợi kia lại chính là lạc tú từng bị cô ta chế giễu coi thường rõ ràng lúc đó cô ta đã có cơ hội thậm chí còn thành công khiến đối phương có thiện cảm với mình Ai dè chỉ vì tên vô tích sự Lưu Văn Vĩ mà cô ta đã bỏ lỡ. Lúc đó cô ta cảm thấy Lạc Tú chỉ là người bình thường, sao có thể so bì với Lưu Văn Vĩ. Nhưng bây giờ thì sao? Mặc kệ là tiền bạc, địa vị hay thực lực, Lạc Tú đều dùng dáng vẻ nghiền ép càn quét Lưu Văn Vĩ. Nói cách khác, Lưu Văn Vĩ có thể có cái gì để so bì với Lạc Tú. Với thực lực mà Lạc Tú thể hiện vào lúc này, ngay cả ba nhân vật thuộc cấp bậc tông sư kia cũng không thể so bì với anh thiếu niên tông sư cao thủ đứng đầu hoa đông là nhân vật sáng chói đến cỡ nào nếu cô ta sớm biết chuyện này nhưng đây lại là một cái tát vào mặt bởi vì trước đó lạc tú đã hào phóng thừa nhận chuyện này trên bàn ăn nhưng lúc đó mọi người đều tự đại cho rằng lạc tú đang khoác lác thậm chí còn vì thế mà coi thường lạc tú bây giờ cô ta mới chợt nhớ lại những lời mà lạc tú đã nói vào ngày hôm qua vu xa xa cô hiểu tôi được bao nhiêu ngay cả thạch tứ quỷ cũng không xứng để nói tôi đắc tội với ông ta ngay trước mặt tôi lúc đó cô ta chỉ cho rằng lạc tú đang ngông cuồng tự đại nhưng bây giờ thì sao có phải là vậy không hoàn toàn không bởi vì với thân phận và thực lực của lạc tú anh hoàn toàn có đủ tư cách để nói ra câu này cô ta hối hận tột cùng nhớ lại lúc trước cùng ngồi xe với lạc tú tới đây sở dĩ lạc tú dám ra tay đánh bọn côn đồ kia thậm chí sau khi đến tương tây cũng chẳng hề sợ ai không phải là vì lạc tú kiêu ngạo mà là người ta thật sự có tư cách để làm vậy anh cũng đã sớm chứng minh mình chính là lạc vô cực cả người vu xa xa run rẩy nước mắt không ngừng tuôn rơi cô ta đã cực kỳ hối hận rồi vì cô ta tự cho rằng mình chỉ còn một bước nữa là thành công nhưng cô ta lại vì lưu văn vĩ bây giờ đang nằm dưới đất như chó chết mà bỏ cuộc bây giờ lưu văn vĩ đang trợn mắt há mồm nhìn lạc tú anh ta không tin cũng không dám tin đồng thời anh ta cũng nhớ lại lúc đó trên bàn ăn khi lạc tú thừa nhận mình chính là thiếu niên tông sư anh ta còn xem thường chế giễu lạc tú cho rằng lạc tú đang khoác lác ha ha anh đang khoác lác sao e rằng lúc đó mình làm trò cười giống như một tên hề còn muốn bái người ta làm sư phụ điều đó buồn cười làm sao lúc này Lưu Văn Vĩ chỉ cảm thấy tạo hóa trêu ngươi, cuối cùng tắt thở. Đám người thạch tứ quỷ cũng sướng sờ, trên mặt nở nụ cười cay đắng. Ông từng kết nghĩa anh em với tôi à? Lạc Tú vung tay tát vào mặt Trương Phong Hổ. Chỉ dựa vào ông cũng xứng kết nghĩa anh em với Lạc vô cực tôi sao? Ông bảo tôi giết người à? Lại một cái tát nữa giáng xuống mặt thạch tứ quỷ. Ông cũng xứng bảo Lạc vô cực tôi giết người à? Bây giờ cả hai người đều không dám thở mạnh lúc này bọn họ mới nhớ ra tại sao sau khi đến đây lạc tú lại tự tin đến thế bởi vì người ta có vốn liếng để làm như vậy quả thật thạch tứ quỷ ông ta cũng xứng bảo lạc tú đưa đơn thuốc cho ông ta ư thảo nào người ta luôn coi thường bọn họ thằng nhóc xấu xa này cháu thật đáng ghét rõ ràng cháu có bản lĩnh như vậy vậy mà không chịu nói sớm cho gì biết lúc này thẩm nguyệt lan cũng có cảm giác bị vả mặt xấu hổ quá đi mất hại bà lo lắng cho anh nửa ngày trời Di út, tiểu tú đã nói với gì chuyện cậu ấy là thiếu niên tông sư rồi, chẳng lẽ gì đã quên rồi hả? À? Giang đồng nhiên ở bên cạnh chẳng hề kinh ngạc, như thể đã sớm quen rồi. Bây giờ thẩm Nguyệt Lan mới nhớ ra, quả thật hôm qua lạc tú đã nói cho bà biết anh chính là thiếu niên tông sư kia. Nhưng lúc đó bà cho rằng lạc tú đang khoác lác, nên bản thân cũng khoác lác rằng thiếu niên tông sư chính là con trai của bà. Nghĩ đến đây, thẩm Nguyệt Lan không khỏi đỏ mặt, bà thề rằng lát nữa bà nhất định phải dạy cho thằng nhóc hối tha này một bài học nhưng nếu đã biết được thân phận của người ta bà còn có thể làm như vậy ư mặc dù bà là nữ hoàng kinh doanh nhưng nếu so với thiếu niên tông sư cao thủ đứng đầu hoa đông thì hoàn toàn chẳng đáng được nhắc đến có phải cháu đã sớm biết rồi đúng không thẩm nguyệt lan quan sát kỹ cháu gái cháu không biết giang đồng nhiên là nói thật hôm giết phong thiên lôi cô ta không có đi tới đó tất nhiên sẽ không biết rồi nhưng cháu luôn tin tưởng mỗi câu nói của cậu ấy cho dù cậu ấy nói mình là tiên đế hạ phàm cháu cũng sẽ tin giang đồng nhiên nghiêm túc nói không hiểu sao cô ta luôn sùng bái lạc tú bên này cuối cùng đám người thạch tứ quỷ cũng chấp nhận sự thật này một cách khó khăn nhưng sau đó bọn họ biết mình đã gây ra rắc rối lớn bởi vì bọn họ từng có ý định cướp đơn thuốc của lạc tú mẹ kiếp chẳng khác nào bọn họ chủ động đi uống rượu với diêm vương chương 262, làng vong yêu. Nghe trương phong hổ nói thế, đám người thạch tứ quỷ nhất thời phản ứng lại. Đúng vậy, tại sao bọn họ lại quên mất chuyện này cơ chứ? Nếu lạc tú muốn đối phó với huyết thi, quả thật phải nhờ bọn họ giúp đỡ. Bằng không, cương thi trong thôn kia sẽ không dễ dàng đối phó như vậy. Bọn họ như tìm được thẻ đánh bạc, cả đám bỗng lấy lại sự tự tin bây giờ ánh mắt né tránh vì sợ hãi ban nãy đã nhìn thẳng vào lạc tú hừ được tôi sẽ cho các ông nhìn cho rõ lạc tú vừa dứt lời đột nhiên có một chiếc xe tăng chạy tới từ đằng xa huyết sát đến rồi khoảng thời gian này huyết sát vẫn luôn tu luyện hôm tới tương tây lạc tú đã giao phương pháp tu luyện cho từng người vệ tử thanh là người phụ trách giám sát lúc này đám người huyết sát đều tràn đầy khí thế rồi rào sức mạnh thậm chí ai cũng sát khí ngút trời, khí thế kinh người, cảm giác như một đàn sư tử đang lao đến. Ai nói với ông rằng tôi chỉ có một mình? Lạc Tú cười gằn. Trương Phong Hổ choáng váng, đám người Thạch Tứ Quỷ cũng sừng sốt. Thạch Tứ Quỷ bỗng có kích động muốn bóp chết Trương Phong Hổ. Mẹ kiếp, lúc nãy ông lắm lời làm gì? Bây giờ thì hay rồi. Nhưng ông ta không còn cơ hội nữa. Bởi vì một cái đầu người đã bay thẳng lên cao đó chính là đầu của trương phong hổ trước khi tôi trở về các ông hãy chuẩn bị cho kỹ nếu tôi không hài lòng thì đây sẽ là kết cục của các ông lạc tú chỉ vào đầu của trương phong hổ đã lăn qua một bên nhất đại tông sư cứ thế lặng lẽ chết đi thậm chí trên mặt trương phong hổ còn mang theo vẻ kinh ngạc vì các ông đã cướp của tôi một lần đương nhiên tôi cũng phải cướp lại rồi lời nói của lạc tú khiến đám người thạch tứ quỷ nơm nớp lo sợ Bọn họ hoàn toàn sợ đến mức sắc mặt trắng bệch. Lúc nãy bọn họ còn tự cho rằng mình đã tìm được thẻ đánh bạc. Ai dè chỉ trong nháy mắt lại phát hiện ra đó chỉ là một trò đùa mà thôi. Người ta còn dẫn theo quân đội, cộng thêm vũ khí nóng cỡ lớn, chẳng phải sẽ dễ dàng đối phó với cương thi bình thường hay sao? Hơn nữa bọn họ đều cảm nhận được hơi thở khác thường trên người huyết sát. Rõ ràng đây không phải là đội quân bình thường. Các ông có ý kiến gì không? đám người thạch tứ quỷ lắc đầu chuyện này công bằng chứ đám người thạch tứ quỷ gật đầu lạc tú xoay người đi về phía thẩm nguyệt lan mọi người xung quanh đều tự động lùi ra ngay tức khắc bây giờ không ai còn dám cười nhạo thanh niên này nữa bởi vì mặc dù chỉ có một mình anh nhưng lại sở hữu sức mạnh giống như thiên quân vạn mã gì hãy bảo trọng còn chuỗi cảm ơn lạc tông sư nhưng chuyện này gì tự có chừng mực Thẩm Nguyệt Lan khẽ cười đáp. Bà biết Lạc Tú đang nói đến chuỗi hạt, nhưng đó là để cầu nguyện cho con trai bà, nên bà không thể lấy ra được. Trong lòng bà, đứa con trai mà bà chưa từng gặp mặt kể từ khi bà sinh nó ra còn quan trọng hơn cả trời. Lạc Tú thấy Thẩm Nguyệt Lan đã nói như vậy thì cũng không tiện nói tiếp nữa. Lạc Tú khẽ cười, rồi xoay người rời đi. Anh phải đi tìm huyết thi vương. Điền ra trại mà huyết thi vương đang ở nằm sâu trong núi, tách biệt với thế gian, hiếm khi có người lui tới. Mặc dù không thể lái xe bọc thép vào, nhưng có thể di chuyển một số vũ khí hạng nặng khác. A à, phổ tử khôi đi theo lạc tú để chỉ đường. Trên thực tế, ngọn núi mà điền ra trại đang tỏa là có phong cảnh tươi đẹp, cảnh sắc hợp lòng người, nhưng nếu không cẩn thận sẽ bị huyết thi vương gây hại. Hai, nếu tôi sớm biết thì lúc đó đã tiêu diệt nó rồi. Lạc tú thở dài, dù gì điền ra trại cũng có mấy chục người thật ra anh là không cần phải bận tâm đâu. A à, phổ tử khôi ở bên cạnh cười nói. là sao? lạc tú hỏi. anh lạc, tôi cũng không ngại kể cho anh nghe một câu chuyện về làng vong yêu. làng vong yêu, lạc tú cau mày. a à, phổ tử khôi mỉm cười bắt đầu kể câu chuyện này. từ xưa đến nay mảnh đất tương tây này luôn thần bí, tổng cộng có ba tà thuật. một là đuổi thi, hai là thả cổ, ba là lạc hoa động nữ. hai tà thuật đầu tiên thì vẫn còn tồn tại nhưng lạc hoa động nữ đã biến mất hầu như chẳng còn ai biết đến nhưng ở tương tây lại có một truyền thuyết khác đó chính là làng vong yêu truyền thuyết kể rằng làng vong yêu nằm sâu trong núi hoàn toàn tách biệt với thế gian trong làng có một bảo bối thần kỳ nó có thể khiến người khác quên đi mọi phiền muộn có bảo bối như vậy tất nhiên sẽ có người nhung nhớ mà một khi đã có người nhung nhớ thì chắc chắn sẽ đi cướp nhưng người bình thường sẽ không đi làm chuyện này mà chỉ có mấy tên cướp, cướp hoặc tội phạm giết người mới nhớ nhung đến bảo vật này. Mặc kệ truyền thuyết như thế nào, miễn sao có thể lấy trộm được bảo bối này thì sẽ bán được rất nhiều tiền. Vì thế đã có ba tên cướp tìm đến làng vong yêu này. Cuối cùng cũng tìm ra thật. Nhưng sau khi bọn họ đi vào làng, bọn họ liền phát hiện ra trong làng hầu như không có phụ nữ, cũng không có trẻ em, mà chỉ có đàn ông và người già. Hơn nữa trí nhớ của mấy người này cực kỳ kém, khẩu âm cũng không giống nhau ba tên cướp vừa lang thang trong làng vừa tùy thời cơ tìm kiếm bảo bối nhưng có một chuyện rắc rối là dân làng không có trí nhớ tốt không ai biết bảo bối này được giấu ở đâu ba người đành phải tiếp tục ở lại làng kể từ đó ba người kia không còn ra ngoài nữa và trong làng lại có thêm ba dân làng đáng trí nữa thật thú vị lạc tú cười nói sao cô lại biết được câu chuyện này lạc tú đột một hỏi một câu bởi vì theo lời kể của a phổ tử khôi thì cực kỳ chi tiết e rằng người trong làng đó đều là trộm cướp hoặc thổ phỉ đi tìm bảo vật này dù gì cũng không có phụ nữ và trẻ em mà chỉ có đàn ông và người già chắc chắn vì một lý do nào đó mà ba người kia đã quên mất mình là trộm cướp thậm chí còn quên mất mình đến từ đâu đành phải ở lại ngôi làng đó và cứ thế suy ra toàn bộ ngôi làng đã được vỡ lẽ đương nhiên a phổ tử khôi sẽ không vô duyên vô cớ kể câu chuyện này ra nói cách khác điền gia trại chính là làng vong yêu rất có thể ngôi làng đó đều là trộm cướp và thổ phỉ nhưng giống như câu hỏi của lạc tú nếu bọn họ đã quên hết mọi chuyện rồi vậy thì tại sao a phổ tử khôi lại biết được câu chuyện này a phổ tử khôi lắc đầu nở nụ cười cay đắng có một hôm vào nửa đêm tôi nhìn thấy ba tôi lén lút thức dậy nên đã hỏi ba tôi đi đâu thế. Ông ấy bảo, ông ấy muốn đi tìm một bảo vật. Rồi cứ thế ông ấy đi suốt 5 năm, cho đến một ngày tôi tìm thấy ông ấy ở điền gia trại, nhưng ông ấy đã không còn nhận ra tôi nữa. Nụ cười trên mặt A Phổ Tử khôi càng cay đắng hơn. Lạc Tú cũng không hỏi gì nữa, mà chỉ an ủi cô ta. Trên thực tế, về chuyện quên mất một số thứ cũng có một cách nói khác, đó chính là con người có ba hồn bảy vía nếu mất đi một hồn hoặc phía trong số đó, cũng sẽ gây ra hiện tượng mất trí nhớ. Tất nhiên, về tình trạng mất trí nhớ cụ thể còn phải tùy thuộc vào mỗi người. chương 263, Cao Thủ Đám người lạc tú vừa tới đây đã bị chặn lại, hơn nữa bọn họ nhìn xuống bên dưới, quả thật xung quanh điền ra trại ở trong khe núi có rất nhiều người mặc đồ trung sơn. Đám người này đều giỏi võ, trên người cũng trang bị vũ khí nóng cỡ lớn. Quan trọng nhất là xung quanh treo đầy dây màu đỏ, Rõ ràng có người đang bố trí thứ gì đó. Ha ha, hóa ra Lạc giáo quan đã tới rồi. Một giọng nói từ phía xa truyền đến, rồi có hai người đi về phía này. Người lên tiếng đầu tiên cũng mặc đồ Tôn Trung Sơn, vẻ mặt ngạo nghễ, chắp hai tay ra sau lưng, tràn đầy khí thế lãnh đạo. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Ngô Khải Minh của cục An Ninh, lãnh đạo của Lưu Quyền. Nhắc đến mới nhớ tôi vẫn phải cảm ơn Lạc giáo quan đã thay tôi dạy bảo cấp dưới của tôi. Ngô Khải Minh cố ý nhấn mạnh chữ dạy bảo. Dù gì lúc đó Lạc Tú cũng đánh lưu quyền thành tàn phế, chẳng khác nào đang vả vào mặt Ngô Khải Minh. Nhưng ông ta lại thuộc cơ quan khác, cũng là nhân vật có thực quyền ở Yên Kinh, cho dù nhìn thấy Tô Lăng sở cũng chẳng hề sợ hãi, tất nhiên sẽ không ăn nói khách sáo với Lạc Tú. Ha ha, chuyện tôi nên làm thôi, tất nhiên Lạc Tú nghe đối phương nói thế cũng không tiện nói gì. Rõ ràng người này có ân oán với anh. Tiếc rằng, Lạc giáo quan, ở Yên Kinh tôi thường nghe nói huyết sát thần tốc đến cỡ nào, hôm nay được tận mắt chứng kiến, quả nhiên danh bất hư truyền. Tất nhiên Ngô Khải Minh đang chế diễu huyết sát. Dù gì cục an ninh cũng tới nơi này trước. Ông nói gì, đương nhiên huyết hổ nghe xong thì cảm thấy không vui. Đội trưởng huyết hổ, tôi không có ý gì khác, cậu đừng giận. Ngô Khải Minh cười ha hả, khiến cơn giận của huyết hổ tiếp tục bị chặn lại. Nhưng tôi khuyên lạc giáo quan hãy dẫn huyết sát quay về đi ngô khải minh cười nói dựa vào điều gì huyết hổ hơi bất mãn nhưng ngô khải minh chẳng thèm để ý đến huyết hổ mà chỉ nhìn lạc tú ánh mắt lóe lên tia khinh thường rồi cười nói tôi nhớ có người báo cho tôi biết lạc giáo quan là tông sư đúng không nhưng lạc giáo quan có lẽ với thực lực tông sư của cậu sẽ gây chấn động trong thế tục nhưng ở đây nếu muốn sống thì tốt nhất mau chóng rời khỏi đây càng xa càng tốt ngô khải minh mỉa mai hơn nữa câu nói này cực kỳ khó nghe. Nhưng Lạc Tú lại mang trạng thái xem kịch, chẳng hề đáp lại. Có đôi khi ngồi dưới khán đài xem chú hề ca hát làm trò cũng rất thú vị. Anh là tiên tôn, từng lấy trời đất làm bàn cờ, vạn vật sinh linh làm quân cờ. Ngô Khải Minh này chỉ là một người bình thường, theo lý mà nói nhìn thấy Tông Sư, cho dù có chút thủ oán, cũng không đến nổi ngông cuồng trước mặt Tông Sư như vậy. Nếu ông ta dám ngông cuồng như thế, Đương nhiên ông ta có tự tin của riêng mình. Tôi quên giới thiệu, người bên cạnh tôi là đại pháp sư Đan Ba, cao tăng mật tông đến từ Tây Tạng. Ngô Khải Minh nhìn qua bên cạnh. Thật ra Lạc Tú đã sớm chú ý đến người này có vóc dáng cao lớn, da ngăm đen, mặt ửng đỏ thuộc vùng cao nguyên, vầng trán rộng, nhưng dáng vẻ hơi hung ác, người mặc áo cà sa màu vàng. Ông ta đứng ở đó, mặc dù đã che giấu khí tức, nhưng trông vẫn không tầm thường. Đại pháp sư Đan Ba đến từ chùa vô tướng ở tây tạng là cao tăng đắc đạo nổi tiếng ở vùng tây tạng bây giờ đã là bán bộ thông thần rồi ngô khải minh giới thiệu qua loa nhưng huyết sát lại nhất thời biến sắc bọn họ cũng từng nghe nói sau khi nhập đạo sẽ là thông thần mà nhân vật đó chỉ mang tính chất truyền thuyết ví dụ như lạt ma ở tây tạng giáo hoàng vatican v v lạc tú cũng biết rõ dựa vào khí thức của hòa thượng này có lẽ đã là bán bộ thức tỉnh rồi Thứ được gọi là thông thần ở trái đất chính là thức tỉnh. Người thông thần đã có đủ loại thần thông tạo hóa, cho dù là tông sư cũng phải nhượng bộ khi gặp phải đối phương, thậm chí là cao thủ võ giả hóa cảnh cũng phải né tránh mũi nhọn. Bởi vì nếu nói một cách nghiêm túc thì võ giả tông sư yếu hơn người nhập đạo, hóa cảnh mà võ giả tông sư theo đuổi cũng yếu hơn người thông thần. Tất nhiên, Lạc Tú là một ngoại lệ. Vòng vo nửa ngày, chẳng qua Ngô Khải Minh này đang dựa dẫm vào đại pháp sư Đan Ba quả thật ông ta đã là bán bộ thông thần. Nếu Lạc Tú chỉ là một tông sư bình thường, vậy thì anh sẽ thật sự nhượng bộ người ta, cho dù Lạc Tú đã đạt tới hóa cảnh cũng phải nhún nhường. Nhưng tiếc rằng Lạc Tú không phải. Nhưng Ngô Khải Minh lại không nghĩ như vậy, giữa ông ta và Lạc Tú đã sớm kết ân oán rồi, Lưu Quyền là một trong những tên cấp dưới mà ông ta yêu thích, nhưng lại bị Lạc Tú đánh cho tàn phế, làm sao Ngô Khải Minh có thể cam tâm cơ chứ? Trước đây ông ta còn có thể sợ hãi Lạc Tú, dù gì Lạc Tú cũng là tông sư. Nhưng bây giờ thì sao? Ông ta đã mời tới Đại Pháp Sư bán bộ thông thần rồi. Quát con, tôi khuyên cậu mau chóng dẫn người của mình rời khỏi đây đi. Đúng lúc này, Đại Pháp Sư Đan Ba chắp tay trước ngực, vẻ mặt ngạo nghễ nói. Đây là vùng đất thị phi, huyết thi vương đã là bán bộ thông thần, ngay cả tôi cũng không hoàn toàn nắm chắc, nếu cậu tới đây chỉ có một đường chết mà thôi. Hơn nữa quát con, tôi thấy ấn đường của cậu biến thành màu đen, tôi vừa mới bói cho cậu một quẻ, e rằng cậu sắp gặp phải họa sát thân. Đại Pháp Sư Đan Ba vừa dứt lời, sắc mặt huyết hổ liền xa sầm. Câu nói này không được nói lung tung, cũng chẳng có ai thích nghe nó. Huyết hổ đang định phản bác, ai dè lại bị lạc tú giành mở miệng trước. Hòa thượng, tôi cũng bói một quẻ giúp ông, hôm nay ông tới đây, chắc chắn sẽ gặp phải họa sát thân. Lạc Tú cười híp mắt nhìn Đại Pháp Sư Đan Ba có mấy điều phải kiên kỵ, không được nói lung tung. Lạc Tú vừa dứt lời, Đại Pháp Sư Đan Ba bỗng mở to mắt ra như muốn bùng nổ. Mật Tông không giống như Phật giáo ở khu vực Trung Nguyên, bọn họ không có mấy thứ gọi là thanh quy giới luật kia. Thậm chí vào lúc này trời không có gió, nhưng đám người huyết sát lại cảm thấy có luồng gió lạnh thổi qua, khiến bọn họ không khỏi dùng mình, nhất thời cảm thấy rất áp lực đối với Đan Ba kia. Ngược lại Lạc Tú rất bình tĩnh, nhìn thẳng vào hòa thượng này. Hừ, người ta thường nói tuổi trẻ ngông cuồng, coi như hôm nay tôi đã được mở mang tầm mắt rồi. Ngô Khánh Minh đứng bên cạnh bóng cười khẩy. Lạc giáo quan, nếu cậu là tông sư, chắc cậu biết bán bộ thông thần có ý nghĩa gì chứ? Tôi nghĩ cho dù là lâm hóa Long tướng quân tới đây, cũng không dám ăn nói như vậy trước mặt đại pháp sư đan ba. Ngô Khải Minh mỉa mai. Còn nữa, quân đao thất bại tan tác trở về, cậu dẫn huyết sát đến đây, chẳng phải đang làm trò cười hay sao? Ngô Khải Minh lại chế giễu. Được, vậy thì tôi sẽ nhường các ông ra tay trước. Lạc Tú chẳng hề để bụng nói. Dù gì bây giờ cũng không phải là lúc để nổi nóng. Nhưng tôi không cảm thấy các ông có thể bắt được huyết thi vương. Lạc Tú lắc đầu nói. mươi 264, chống ra người. Lạc giáo quan, tôi không có ý xúc phạm anh. Anh nói như vậy là vì giận dỗi với ông ta, hay là vì anh thật sự biết coi bói vậy? Huyết hổ đứng bên cạnh lên tiếng hỏi nếu tôi biết coi bói thì tôi còn đứng đây làm gì? Lạc Tú lườm huyết hổ. Đừng nói là Lạc Tú không biết, mà anh sẽ không bao giờ chạm vào mấy thứ như bói tương lai, dự báo trước vận mệnh. Trước đây ở tiên giới, Lạc Tú từng có một người bạn tốt, có thể nói là bói đúng đến từng chi tiết, được gọi là thần cơ. Nhưng cuối cùng khi bị thiên địa phán xét, Lạc Tú vẫn không thể cứu được người đó. Người như vậy thường chết sớm hơn bất cứ ai khác hơn nữa chuyện thiên kiếp cũng không phải là một tia sét bổ xuống người bạn như trên TV. Nếu thiên kiếp muốn bạn chết, có đôi lúc sẽ không dùng đau thương đối với bạn, mà sẽ bày ra một bàn cờ lớn, trời xui đất khiến đẩy bạn từng bước rơi vào tình thế tuyệt cảnh. Nếu một tia sét bổ xuống người bạn, vậy thì chỉ có thể nói bạn là nhân vật nhỏ, nên thiên kiếp chẳng muốn bố trí cho bạn. Huyết hổ nhận được câu trả lời của Lạc Tú thì lúng túng gật đầu nhưng tôi nói rồi nếu ông ta gặp họa sát thân thì chắc chắn sẽ gặp họa sát thân lạc tú bỗng nở nụ cười lần nữa khiến đám người huyết sát cảm thấy sởn cả gai ốc bây giờ bọn họ đang đứng ở lưng chừng núi mà trong khe núi bên dưới chính là điền ra trại nếu người của cục an ninh muốn làm thì cứ để cho bọn họ làm lạc tú chẳng hề lo lắng bởi vì nếu trong khoảng thời gian này thực lực của huyết thi vương tăng vọt Đạt tới cảnh giới bán bộ thông thần thì chắc chắn hòa thượng đan ba kia sẽ không phải là đối thủ của nó. Về chuyện này thì không cần phải nghĩ ngợi nữa. Dù gì trước huyết thi vương cũng là lạc hoa động nữ. Thi vương này đã tồn tại bao nhiêu năm rồi. Lạc tú vừa dẫn người của huyết sát xem náo nhiệt vừa hỏi A Phổ Tử Khôi. Cụ thể thì tôi không biết nhưng chắc chắn không dưới một ngàn năm. Nếu không phải bị chúng tôi trấn áp bằng bí pháp e rằng nó đã cực kỳ ghê gớm rồi quả thật thi vương có cấp bậc ngàn năm sẽ hơi đáng sợ nếu không phải nó luôn bị trấn áp e rằng nó đã sớm tiến hóa rồi lúc này dây đỏ xung quanh điền gia trại đã được bố trí ổn thỏa rồi đại pháp sư đan ba liền dẫn người xông vào trong không thể không nói đại pháp sư đan ba thật sự có chút bản lĩnh dù gì ông ta cũng là bán bộ thông thần tay trái ông ta cầm chày kim cương tay phải cầm trống ra người nếu cương thi bình thường lao tới gần như sẽ bị quật ngã xuống đất bằng một tay ngô khải minh đứng quan sát ở bên kia lộ ra vẻ mặt tự hào rồi ông ta quay đầu nhìn về phía lạc tú nở nụ cười khẩy thậm chí còn cố ý bày ra dáng vẻ khiêu khích ầm uhm, đúng lúc này điền ra trại bỗng phát ra một tiếng động kịch liệt cuối cùng huyết thi vương cũng ra ngoài mặc dù đang đứng ở trên sườn núi nhưng ai cũng có thể cảm nhận được luồng sát khí này nhiệt độ xung quanh nhất thời giảm xuống vài độ. Gào, tiếng gào chói tai như muốn xuyên thủng màng nhĩ của mọi người. Một sinh linh đỏ như máu đang bò ở dưới đất, không phải đi mà là bò bằng tứ chi, những nơi mà nó bò qua cỏ xanh đều đóng băng ngay tức khắc. Nhiệt xúc, còn không mau đền tội. Đúng lúc này, Đại Pháp Sư Đan Ba Tiến lên nghênh đón, ông ta hét lớn, vẻ mặt cực kỳ uy nghiêm, trên chảy kim cương lóe lên ánh vàng, phóng thẳng về phía huyết thi. Con, Âm thanh đinh tai nhức óc như tiếng máy ép thủy lực hạng nặng của nhà máy thép đập vào thép, thậm chí còn ngày càng lớn hơn. Phòng ốc ở xung quanh nơi này đều đổ sập trong tích tắc. Nơi đó lóe lên tia sáng, ánh sáng đỏ rực và ánh vàng vô cùng chói lóa, giống như pháo hoa rực rỡ. Ngọn núi lớn bị chấn động đến mức rung chuyển, khiến nhiều người đồng loạt mồ hôi lạnh, lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Vô số cương thi lao ra ngoài, rõ ràng người của cục an ninh đã sớm có sự chuẩn bị mang súng phun lửa xuống đây. Lửa cháy ngút trời, trong ngọn lửa, đại pháp sư đan ba sông lên đi đầu, chuỗi Phật bay khắp trời, còn ác liệt hơn cả đạn. Nhưng đến phút cuối, đại pháp sư đan ba lại đánh trống ra người ở trong tay. Tiếng trống này khiến người khác vô cùng khó chịu, mỗi lần đánh xuống đều khiến người khác đầu váng mắt hoa, thậm chí còn hơi buồn nôn. Đây chính là pháp khí của Mật Tông, mặc dù đáng sợ nhưng lại cực kỳ hữu hiệu. Tiếng trống vang lên, không mấy ảnh hưởng đến cương thi, nhưng lại làm mộ thương người của mình. Nhất thời mấy người đang chiến đấu với cương thi bình thường ở điền gia trại đều bị tiếng trống làm cho choáng váng, rồi bị cương thi quật ngã. Mấy cương thi này không chỉ hút máu như trong phim ảnh, mà rứt khoát xé con người thành từng mảnh, ngay cả ruột cũng bị kéo ra ngoài. Chết tiệt, đại pháp sư ông đang làm cái quái gì vậy? Ngô Khải Minh nhìn thấy cảnh tượng này thì nhất thời ngẩn người nhưng tiếng chống ra người vẫn tiếp tục vang lên lạc tú xoay người nhìn về phía huyết hổ cậu hãy đi căn dặn chuẩn bị hành động mọi người đều đã uống thuốc hết chưa huyết hổ gật đầu mặc dù trong lòng anh ta hơi thắc mắc hình như đại pháp sư đan ba này đang chiếm thế thượng phong tại sao bọn họ phải hành động cơ chứ nhưng đây là mệnh lệnh nên huyết hổ chỉ có thể gật đầu không dám hỏi gì thêm trên thực tế nếu không phải đại pháp sư đan ba vạn bất đắc sĩ thì ông ta sẽ không dùng chống ra người, dù gì ông ta cũng không ngốc đến nỗi không biết mình sẽ làm ngộ thương người của mình. Nhưng thực chất, ông ta đã đánh giá quá thấp huyết thi vương. Sau khi đối đầu ông ta mới phát hiện ra, quả thật huyết thi vương chỉ mới bước vào bán bộ thông thần, nhưng sức chiến đấu lại khủng khiếp một cách kỳ lạ. Có một sức mạnh thần bí nào đó ở trên người huyết thi vương, khiến ông ta không thể không tung ra đòn sát thủ, hơn nữa chống ra người của ông ta cũng bị gõ đến mức xuất hiện vết sạn nứt. Cuối cùng, theo tiếng gõ cuối cùng, chống ra người cũng vỡ tan. Đại Pháp Sư Đan Ba nhất thời biến sắc, lúc nãy ông ta còn có thể sử dụng pháp khí này để trấn áp đối phương. Nhưng bây giờ thì không thể trấn áp được nữa. Huyết Thi Vương lao đến trưởng ông ta ngay, Đại Pháp Sư Đan Ba dùng chày kim cương ở trong tay để ngăn cản, bỗng có cảm giác mình đang cố gắng ngăn cản một chiếc xe đang di chuyển với tốc độ cao. Chai kim cương bị luồng sức mạnh kia va chạm mà tuột ra khỏi tay, ngay cả ông ta cũng bị trưởng bay ra ngoài. Ông ta vừa mới bỏ dậy khỏi mặt đất, huyết thi vương đã lao đến trước mặt, móng vuốt màu đen dài mười mấy cm lóe lên tia sáng lạnh lẽo, túm lấy ông ta. Bây giờ đại pháp sư đan ba chẳng thèm bận tâm đến hình tượng của mình nữa, mà dứt khoát lăn xuống con dốc ở bên cạnh. Tảng đá ở bên cạnh nhất thời bị chém đứt như đậu phụ. Đại Pháp Sư Đan Ba chứng kiến cảnh tượng này thì tê cả ra đầu, kéo áo cà sa xuống bỏ chạy, huyết thi vương cũng đuổi sát theo sau. Ông ta chạy từ đông sang tây, bởi vì lúc nãy chảy kim cương bị đánh bay qua đó. Nhưng ông ta vừa chạy đến trước chảy kim cương, thì đột nhiên xuất hiện một bàn chân, là chân của huyết thi vương. Gào, Đại Pháp Sư Đan Ba quay đầu bỏ chạy. Mọi người mau chạy đi, con súc sinh này rất lợi hại, nếu không phải là người thông thần thực thụ thì không thể địch lại đại pháp sư Đan ba điên cuồng chạy ra ngoài. Nhưng vẫn quá muộn, bị huyết thi vương đánh bay ra ngoài ngay. Sau đó ông ta lại bị đuổi, bị đánh bay ra ngoài. chương 265, bị đánh thành chó. Ngô Khải Minh thấy lạc tú và huyết sát lao xuống thì không khỏi cười khẩy. Bây giờ đến kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra nếu không bỏ chạy thì chỉ có một con đường chết. Dù gì ngay cả đại pháp sư đan ba bán bộ thông thần cũng bị huyết thi vương đánh đến mức không còn sức để đánh trả vậy mà một tông sư nhỏ nhoi như anh lại dám xông xuống thật ngông cuồng đúng lúc này đại pháp sư đan ba cũng tìm được cơ hội quay đầu chạy ra ngoài nhưng lúc nhìn thấy lạc tú dẫn đầu xông tới thì không khỏi ngạc nhiên đại pháp sư đan ba vội gào lên quát con cậu muốn chết một mình thì thôi đi tại sao còn dẫn người khác lao xuống ngay cả pháp lực bán bộ thông thần như tôi cũng chỉ có thể chạy trốn vậy mà một tông sư nhỏ nhoi như cậu lại dám tới đây nhưng lạc tú lại phớt lờ ông ta đại pháp sư đan ba thấy lạc tú nhất quyết xông vào thì cũng không tiện nói gì thêm bởi vì huyết thi vương đã đuổi sát phía sau đám người huyết sát còn chưa tới gần đã suýt bị luồng sát khí kia ép đến mức phải lùi lại lúc nãy đứng trên sườn núi quan sát từ xa thì không sao nhưng bây giờ lao tới gần thì nhất thời cảm thấy luồng sát khí kia ập tới trong tình huống bình thường sẽ không cảm nhận được sát khí nhưng nếu là người từng có kinh nghiệm mở quan tài, có lẽ sẽ cảm nhận được. Bởi vì lúc mở quan tài sẽ có sát khí. Luồng sát khí này nhanh chóng ập tới, mang theo một mùi vị, chỉ cần người thấy một chút sẽ cảm thấy nhức đầu, cực kỳ khó chịu ngay. Hơn nữa cả người sẽ không nhịn được mà sợ hãi. Đó là bản năng. Nhưng bây giờ sát khí nồng nặc này khiến hơi thở của đám người huyết sát gần như sắp đóng thành băng trong không khí, có thể thấy luồng sát khí này mạnh đến cỡ nào đám người huyết sát suýt sợ đến mức quay đầu bỏ chạy. Nhưng thấy Lạc Tú vẫn thẳng tiến không lùi, bọn họ đành phải cắn răng theo sau. Khi đến gần, Đại Pháp Sư Đan Ba chạy như điên, chỉ còn cách Lạc Tú chưa đầy 5 mét, nhưng ông ta chợt nhận ra rằng có điều gì đó không ổn. Bởi vì huyết thi vương ở phía sau đã dừng lại. Đại Pháp Sư Đan Ba quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn huyết thi vương. Bởi vì ông ta phát hiện ra huyết thi vương không chỉ dừng lại, mà lúc này còn đang rè dặt lùi về sau. Đại Pháp Sư Đan Ba nhất thời choáng váng. Huyết Thi Vương đang sợ ư. Ngô Khải Minh đang đứng ở lưng chừng núi chứng kiến cảnh tượng này cũng chết lặng. Rồi mọi người đã chứng kiến cảnh tượng mà cả đời này bọn họ sẽ không bao giờ quên. Lạc Tú xảy bước đi qua người Đại Pháp Sư Đan Ba, mỗi lần Lạc Tú tiến lên một bước thì Huyết Thi Vương lại lùi một bước. Một người tiến, một người lùi. Trên mặt Huyết Thi Vương hiện lên vẻ khó tin lạc giáo quan của chúng ta đáng sợ đến thế à ngay cả huyết thi vương cũng sợ hãi không thể nào đại pháp sư đan ba ở bên cạnh cũng dừng lại thật sự không thể nào chẳng phải nói lạc tú chỉ là tông sư thôi sao ngay cả bán bộ thông thần như ông ta cũng bị huyết thi vương đuổi theo đến mức như chuột băng qua đường trốn đông né tây chật vật bỏ chạy hơn nữa lúc nãy còn bị đánh như một quả bóng thật sự mất hết mặt mũi về danh hiệu đại pháp sư cao thủ mật tông bây giờ chỉ là một tông sư cũng có thể khiến huyết thi vương sợ hãi ư mẹ kiếp chuyện này sao có thể nhưng sự thật đúng là như vậy lạc tú tăng nhanh bước chân thì huyết thi vương cũng lùi nhanh hơn sau đó dưới ánh mắt không dám tin của mọi người cuối cùng huyết thi vương lúc nãy còn đuổi theo đại pháp sư đan ba cũng không thể chịu đựng được nữa gào lên một tiếng rồi quay đầu bỏ chạy nó đã nảy sinh linh trí có thể xua cắt tị hung nó biết người trước mặt đã đánh bên Hải Đông đến nổ tung, làm sao nó có thể quên chứ? Hơn nữa nó có thể cảm nhận được mình không phải là đối thủ của đối phương, đồng thời có cảm giác bị nghiền ép đến mức không thể nào phản kháng. Đám người huyết sát có thể cảm nhận được sát khí trên người Huyết Thi Vương. Vậy thì Huyết Thi Vương cũng có thể cảm nhận được cảm giác nghiền ép từ trên người Lạc Tú. Thế là Huyết Thi Vương vừa mới đuổi theo đại pháp sư Đan Ba chạy trốn như chuột, thì bây giờ lại sợ hãi điên cuồng chạy trốn người chạy cái gì lạc tú lẩm bẩm tăng tốc đuổi theo rồi huyết sát ngô khải minh và đại pháp sư đan ba đã chứng kiến cảnh tượng mà cả đời này bọn họ sẽ không bao giờ quên lúc này huyết thi vương thậm chí còn có thể đuổi theo bán bộ thông thần lại bị một tông sư nhỏ nhoi đuổi theo nó chạy từ đông sang tây từ nam đến bắc đại pháp sư đan ba há hốc mồm đến mức sắp rớt ra ngoài cuối cùng huyết thi vương kia cũng bị lạc tú vượt lên bắt lại được bịch, một cú đấm thẳng, chẳng có gì cầu kỳ, mà chỉ đơn giản là một cú đấm. Huyết thi vương bị đánh bay ra ngoài ngay. Rồi cảnh tượng của Đại Pháp Sư Đan Ba lúc nãy lại được tái diễn. Nhưng đối tượng lần này đã đổi thành huyết thi vương. Nó bị đánh đến mức bay qua bay lại như một quả bóng. Thật bạo lực, mặt đất liên tục bị đập thành hố sâu. Ngay cả mấy tảng đá lớn ở xung quanh cũng bị vỡ vụn. Lúc này, đừng nói là huyết sát, mà ngay cả đại pháp sư đan ba cũng sợ đến mức toát mồ hôi lạnh giáo quan của các cậu là người sao tên đầu chọc chết tiệt này ông đang nói gì đấy huyết hổ trầm giọng mắng nhưng trên thực tế người của huyết sát đều cảm thấy như thế lạc giáo quan của bọn họ thật sự là người sao quá tàn bạo huyết sát phương vô địch ban nãy lại giống như con thỏ bị gãy chân trong tay lạc tú đùng huyết sát phương bị lạc tú túm lấy cổ chân đập vào một tảng đá tảng đá nhất thời nổ tung đá vụn bay tứ phía huyết thi vương không còn sức để chống trả bị đánh tan tác thật sự quá đáng sợ các cậu còn đứng ngây ra đó làm gì lạc tú kéo một chân của huyết thi vương vừa đi vừa nói với đám người huyết hổ huyết thi vương bị kéo thành một đường máu dài ở dưới mặt đất các cậu mau đi làm đi làm xong tôi còn phải về nhà sớm lạc tú hơi bất mãn khi đám người huyết hổ đứng xem náo nhiệt Đàn ba nghe xong thì suýt ngã nhào xuống đất. Cảm giác này như thể một lão nông dân đi nhổ rau ngoài đồng, nói nhổ xong phải về nhà uống rượu. Nhưng đây là rau xanh ư. Đây chính là huyết thi vương. Đám người huyết hổ nhanh chóng di chuyển, lao thẳng về phía bầy cương thi. Lạc tú kéo huyết thi vương đang sống dở chết dở đến một tảng đá, rồi dựa vào tảng đá, vừa dẫm một chân lên người huyết thi vương, vừa châm một điếu thuốc. Huyết thi vương đã bị lạc tú áp chế bằng bí thuật nên không thể nào hóa thành xương máu để chạy trốn. Audio điện tử võ tấn bền chương 266, Họa đổ máu Huyết thi vương thật sự đứng lên, sau đó thành thật bước tới bên cạnh lạc tú. Lạc tú nhả ra một vòng khói trắng, nói Cho mày hai lựa chọn, một là bị tao một tát đánh chết. Hai là từ nay về sau, mày đi theo tao. Vừa nghe xong những lời này, huyết thi vương chẳng hề do dự mà lập tức quỳ xuống chờ đám người huyết hổ dọn dẹp xong mấy cương thi bình thường kia, Lạc Tú bảo họ tìm vài bộ đồ lại đây, sau đó mặc lên người huyết thi vương. Huyết thi vương bị bao đến kín mít, ngoại trừ để lộ ra đôi mắt thì không còn chỗ nào bị phơi ra ngoài nữa cả. Thật ra có vài người trong nhóm huyết sát bị thương, nhưng cũng may thi độc không đủ gây ra họa lớn nên chỉ cần băng bó vết thương là xong. Tới lúc đoàn người đi xuống giữa sườn núi, khi nhóm Ngô Khải Minh chuẩn bị rời đi. Hòa thượng, chờ đã, Lạc Tú bỗng gọi đám người này lại. Đại Pháp Sư Đan Ba quay đầu nhìn Lạc Tú, lòng thấy hơi trột dạ. Nhớ hồi nãy tôi vừa tính cho ông một quẻ không? Lạc Tú mỉm cười. Tuy Đại Pháp Sư Đan Ba vừa bị huyết thi vương vật tan tác, nhưng vì trong người có bí pháp mật tông hộ thể nên không có bị thương. Nhóm huyết sát tò mò nhìn về phía Lạc Tú. Bởi vì Đại Pháp Sư Đan Ba chẳng bị thương nặng gì, ngay cả da cũng chưa chảy, vậy sao Lạc Tú lại đột ngột nhắc tới chuyện này? quẻ tôi tính luôn rất chuẩn, ông biết tại sao không? Nhóm huyết sát lộ ra vẻ mặt khó hiểu, không phải chuyện này đã kết thúc rồi sao? Chẳng lẽ có họa đổ máu từ đâu bay tới? Đại pháp sư Đan Ba cũng rất khó hiểu. Nhưng ngay sau đó, Lạc Tú bỗng tiến lại gần đại pháp sư Đan Ba. Anh giơ tay, tát một cái thật mạnh vào mặt ông ta, đánh văng hai cái răng của đại pháp sư Đan Ba ra ngoài. Ông xem, tôi nói rất chuẩn đúng không? Họa đổ máu Lạc Tú cười khẩy một tiếng. Giới tu đạo có quy tắc của giới tu đạo. Đang yên đang lành, dù bạn nói với người thường một câu ông sắp gặp họa đổ máu, người ta cũng sẽ đập ông một trận chứ đừng nói là người tu đạo. Trước mặt người tu đạo, có hai câu đừng có tùy tiện nói trước mặt người ta, một là họa đổ máu, câu còn lại chính là đạo hiếu, xin dừng bước. Bởi vì khả năng cao hai câu này sẽ đưa tới họa sát thân. Đại Pháp Sư Đan Ba tất nhiên là biết chuyện này chỉ là lúc ấy ông ta vốn chẳng để lạc tú vào mắt nên thích thì cứ nói thôi nhưng câu nói của ông ta không thành hiện thực còn lời lạc tú nói thì có nhóm huyết hổ chố mắt ngạc nhiên nhìn lạc tú đúng là họa đổ máu thật hơn nữa chắc chắn sẽ ứng nghiệm khó trách khi đó lạc tú dám cam đoan rằng tên hòa thượng này sẽ gặp họa đổ máu chắc chắn là lúc đó lạc tú đã có ý định tát ông ta rồi nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc lạc tú bước tới quăng cho đại pháp sư đan ba thêm mấy cái bạt tai, đại pháp sư đan ba bị đánh tới miệng mũi chảy đầy máu. Giờ ông nói tôi nghe thử, ai là người sẽ gặp họa đổ máu đây? Lạc Tú cười khẩy một tiếng. Rất xin lỗi, Lạc Thí Chủ, là tôi nói bậy. Đại Pháp Sư Đan Ba vô cùng thức thời, chẳng có chút gì gọi là khí chất của hòa thượng cả, nếu không vừa nãy ông ta cũng chẳng nhanh chân bỏ chảy ngay khi nhận ra tình hình có gì đó không ổn. Ông ta lập tức cúi đầu nhận thua với Lạc Tú giờ ông ta đã nghĩ kỹ rồi, người trước mặt ông ta đây tuyệt đối không phải tông sư gì cả, chắc chắn là một vị thông thần giả, không, có khi còn cao hơn nữa. Về sau nhớ kỹ, đừng ở trước mặt tôi nói nhăng nói cội về huyết sát. Lạc Tú hử lạnh một tiếng. Vừa nãy Ngô Khải Minh mỉa mai huyết sát, Lạc Tú nhớ rất kỹ. Ngô Khải Minh mặt xám mày cho bỏ đi, ngược lại Đại Pháp Sư đan ba mặt vô cùng dày, thế mà chẳng biết xấu hổ sán tới xin số điện thoại của Lạc Tú. Lạc Tú cũng không keo kiệt gì, trực tiếp nói cho ông ta biết. Sau đó đại pháp sư Đan Ba vui vẻ rời đi. Giới tu đạo chính là như thế, đôi lúc thực lực mạnh mới là vương giả. Lúc họ xuống núi thì trời đã tối khuya. Đám người Lạc Tú còn chưa hoàn toàn ra khỏi vùng núi thì phía trước bỗng truyền tới tiếng ai đó đang gọi Lạc Tú. "Tiểu Tú, tiểu Tú ơi, hu hu." Giọng nói của Giang Đồng Nhiên nghe vừa sốt ruột lại lo lắng nước mắt chảy đầy mặt biểu cảm vô cùng hoảng loạn trước giờ giang đồng nhiên rất mạnh mẽ trong ấn tượng của lạc tú cô ta sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt người ngoài với dáng vẻ thế này nhưng bây giờ cô ta lại khóc thảm thiết như vậy chắc chắn là đã xảy ra chuyện lớn lạc tú tung người trực tiếp nhảy tới trước mặt giang đồng nhiên sao vậy hu hu tiểu tú ơi gì nhỏ của chị xảy ra chuyện rồi giang đồng nhiên nức nở nói có thể nhìn thấy rất rõ mặt mày của cô ta trắng bệch hết cả xem chừng là lo lắng lắm cô ta đã tìm lạc tú rất lâu lạc tú vừa rời đi không bao lâu thẩm nguyệt lan tức khắc xảy ra chuyện nhưng lúc đó lạc tú đã tiến vào trong núi điện thoại không thể gọi được giang đồng nhiên chỉ đành báo cho những người khác biết trước sau đó ngồi chờ anh về nhưng chờ được một lúc cô ta thật sự chờ không nổi nữa bèn một mình chạy vào núi tìm lạc tú sốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Lạc Tú mở miệng hỏi. Lúc em vừa đi tâm trạng của dì vẫn còn rất tốt. Nhưng sau khi Giang Giật Phi nói với dì ấy vài câu, hai người họ bỗng lời qua tiếng lại, bỗng Giang Giật Phi giơ tay kéo đứt vòng Phật Châu trên tay, lạ thay vòng Phật Châu trên cổ dì cũng bất ngờ đứt theo. Sau đó, sau đó, dì ấy lập tức ngất xỉu. Giang đồng nhiên trực tiếp ngồi xổm xuống đất, bất lực khóc nức lên. Giờ bà ấy đang ở đâu? Lạc Tú hỏi. Chị đã báo cho người nhà, sau đó gọi trực thăng tới chờ gì ấy về yên kinh chữa trị, nhưng chị biết mọi chuyện chắc chắn không đơn giản như vậy nên mới tới tìm em. Tiểu Tú, chị nhiên nhiên cầu xin cậu, cứu gì nhỏ đi có được không? Tiểu Tú, chị cầu xin cậu đó. Giang Đồng Nhiên vẫn đang khóc. Lạc Tú vừa lau nước mắt cho Giang Đồng Nhiên, vừa nói với cô ta. Vòng Phật Châu của bà ấy quả thật có vấn đề, tôi đã nhắc bà ấy từ trước rồi nhưng bà ấy lại không nghe. Lạc Tú nhíu mày nói tiểu tú, không phải như cậu nghĩ đâu, vòng Phật Châu đó thật sự rất quan trọng với gì nhỏ. Giang Đồng Nhiên giải thích, còn quan trọng hơn cả mạng sống ư, nếu vòng Phật Châu của Thẩm Nguyệt Lan bị đứt, e sẽ gặp phiền phức lớn. Đó là một thứ rắc rối tương đương với cổ độc thuật, ngay cả lạc tú cũng không dám chắc có thể cứu trở về không. Bởi vì chỉ cần không cẩn thận một chút là sẽ chết thật. Vòng Phật Châu kia là món đồ gì ấy đeo để cầu phúc cho con trai mình. Dì lúc nào cũng nói với chị là dì nợ con mình quá nhiều, nên dù biết đó chỉ là mê tín thì dì vẫn tin. Dì nói, phòng Phật Châu này là do một người bạn đưa cho dì, nghe đồn là hiệu quả lắm. Bởi vì liên quan tới con trai nên dù có khuyên kiểu gì thì dì cũng không nghe. Với dì ấy mà nói, phòng Phật Châu đó là một trong những điều ít ỏi mà dì có thể làm cho con trai mình. Đó cũng là lý do tại sao nhiều năm qua, dì lại giúp đỡ cho vô số cô nhi viện dì muốn cầu phúc cho con trai của mình lời này của cô ta khiến lạc tú không có cách nào nói tiếp nổi dù sao thì đây chính là minh chứng cho tình thương của mẹ đúng lúc này điện thoại của lạc tú reo lên lạc tú móc ra nhìn là số của ba lạc hơn nửa đêm ba gọi điện cho mình làm gì lạc tú bắt máy alo tiểu tú hả con lạc tú bỗng cau mày bởi vì anh có thể nhận ra giọng nói của ba rất lạ như đang nghẹn ngào sao vậy ba chương 267, nổi trận lôi đình thẩm Nguyệt Lan. Lạc tú di động rơi xuống đất cái cạch. Chị tiểu nhiên, gì của chị tên là gì? Có thể nhận ra được, giọng của lạc tú vô cùng bình tĩnh, nhưng là kiểu lặng gió trước bão lớn, cực kỳ áp lực. Gió đang nổi vô cùng mạnh. Thẩm Nguyệt Lan, nhà họ thẩm ở Yên Kinh, thẩm Nguyệt Lan. Giang đồng nhiên nức nở nói. Dì ơi, con khuyên dì một câu, dì tốt nhất là cởi vòng Phật Châu trên cổ xuống đi, vòng Phật Châu đó rất quan trọng với dì ấy, là thứ gì đeo để cầu phúc cho con trai mình, là mạng sống của dì ấy. Nhóc con, cháu ở bên ngoài chỉ có một thân một mình, dì sợ cháu gặp chuyện không lành. Mai mốt có ai dám bắt nạt cháu thì nói cho dì biết, quan hệ của dì cũng rộng lắm đấy. Khi nào dì tìm giúp cháu mấy cô gái để xem mắt nhé. Mẹ con họ thẩm, thẩm Nguyệt Lan. Giang giật phi, nổi trận lôi đình, mây đen tụ đỉnh, sấm chớp rạch ngang trời. Giang Đồng Nhiên chưa từng nhìn thấy Lạc Tú nổi giận tới như vậy. Bốn phía lấp lóe ánh đỏ, huyết thi vương lập tức lui về sau mấy bước, ngay cả nhóm người huyết sát cũng bị dọa đến mức không dám động đậy. Cỗ sát khí kia quá khủng bố, khiến mỗi người ở đây như bị bóp nghẹt, không thể thở nổi. Đó là một chàng trai đáng sợ tựa ma thần, khí chất bình thản thong dong thường ngày đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một lạc tú lạnh nhạt vô tình, sắc bén cùng cực, là một lạc tú đứng trên đỉnh cao coi thường hết thảy chúng sinh cảm giác như thể đất trời cuồn cuộn đều phải phủ phục dưới chân anh lạc tú tốn rất nhiều thời gian mới hòa nhập được với thế giới này anh luôn cố gắng khiến mình trông giống người thường nhất có thể nhưng giờ phút này anh vẫn thoát ly khỏi thế tục dáng người cao lớn đĩnh bạt khí lạnh tỏa ra từ hai mắt sáng lóa như hai thanh đao tuyết thiên khí thể tỏa ra vô cùng khủng khiếp tự như kiếm tiên chuẩn bị chém nát trời cao tựa như thần vương dáng thế sát khí sục sôi tỏa mút tận trời phá nát gió mây khiến trời đất phải biến sắc đi tôi dẫn chị đi giết người khi bên tai giang đồng nhiên vang lên những lời này cơ thể cô ta đã bị lạc tú ôm lấy sau đó là tiếng gió gào rít sượt qua tai huyết thi vương do dự một lát cuối cùng vẫn nhấc chân đuổi theo sau khi lạc tú rời đi nhóm người huyết sát ngã ngồi xuống đất cả người sụi lơ mặt mày trắng bệch Sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Huyết Hổ nở nụ cười bất lực, cả người chảy đầy mồ hôi lạnh. Quá nhanh. Đây là cảm nhận của Giang Đồng Nhiên. Ngoại trừ tiếng gió gào rít bên tai ra, cô ta chẳng thể nghe thấy được gì nữa. Đêm khuya ở Thạch Gia Trại vẫn đèn đuốc sáng trưng. Nhà sàn đã bị hủy hồi sang nên giờ ở đây có vô số lều trại được dựng lên. Nhưng đúng lúc này, mấy cái lều bỗng rung lên không ngừng, sau đó hóa thành cho bụi trong nháy mắt. ầm, uhm, thêm một lần nữa đất sung núi chuyển. Tất cả mọi người vô cùng bằng hoàng. Nhóm thạch tứ quỷ hoảng sợ nhìn chàng trai như thần như ma trước mặt. Tông, Tông Sư Lạc, Lục Tề Thiên đứng bên cạnh mở miệng, mặt mày trắng bệch. Giang giật phi ở đâu? Giọng Lạc Tú lạnh lẽo tựa băng. Lạc ra, chúng tôi cũng không biết nữa. Lục Tề Thiên mở miệng trả lời. Anh ta đã gọi người kêu cao thủ của nhà họ Lục tới rồi. Anh ta không tin sau khi ba mình tới mà vẫn không thể thu thập được Lạc Tú nhưng ngay sau đó, anh ta bỗng nổ tung. Ngay cả cơ hội để ngạc nhiên cũng không có, máu thịt đỏ ngầu trực tiếp bùng lên, văng đầy ra đất. Mọi người lập tức cảm thấy tê tái cả da đầu, thở cũng không dám thở mạnh. Bởi vì vừa nãy Lạc Tú chỉ vung tay lên mà thôi, Lục Tề Thiên đã nổ banh xác. Âm một tiếng, ngoại trừ Giang Đồng Nhiên, tất cả những người còn lại đều đồng loạt quỳ xuống. Sinh linh vô vàn, nếu bạn đã giết quá nhiều người, nếu bạn đã sống hàng nghìn năm với giết chóc, vậy bạn rất khó dùng ánh mắt của người phàm để nhìn sinh mệnh. Bởi vì cảm giác chẳng khác gì lúc bạn nhìn một con kiến vậy. Giang giật phi đang ở đâu? Lạc Tú đưa mắt nhìn về phía Thạch Tứ Quỷ. Giờ phút này, Thạch Tứ Quỷ biết rất rõ, ông ta chỉ có một cơ hội. Bởi vì thần ma trước mặt quá khủng bố, trong cặp mắt kia, ngay cả chút sự thương hại với sinh mệnh cũng không có. Cậu ta bỏ chạy theo lão quái đinh rồi, chạy tới kim cương môn. Lần này, thạch tứ quỷ sợ thật. Trước mắt Giang Đồng Nhiên bỗng tối sầm, tuy chẳng nhìn thấy gì, nhưng cô ta có thể cảm nhận được rất rõ lại có thứ gì đó nổ tung. Nhóm người thạch tứ quỷ vốn đã thật sự đầu hàng chịu phục, nhưng họ đã bị Giang giật phi cám dỗ, quyết định giúp anh ta cầm chân lạc tú, đồng thời lén lút mời cao thủ tới. Bọn họ không tin họ giết không được lạc tú. Chỉ là, giờ phút này thạch tứ quỷ mới phát hiện, bọn họ sai rồi, sai quá sai bởi vì người bọn họ muốn chống lại không phải con người mà là một vị thần đứng từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống đất trời rộng lớn dưới chân trong lúc cười khổ cơ thể ông ta đã tan thành trăm mảnh máu thịt văng tứ tán khắp nơi qua một lúc lâu giang đồng nhiên mới nhìn thấy lại ánh sáng giờ phút này cô ta đang ngồi trên một chiếc xe chị cầm cái này đi tìm mẹ của tôi nhất định phải khuyên bà ấy ăn hết tôi có chuyện cần tới nơi khác một chuyến lạc tú mở miệng nói mẹ cậu Giang Đồng Nhiên vừa ngạc nhiên hỏi lại, vừa nhìn hạt châu lấp lánh trong tay. Cũng may lúc này Lạc Tú đã bình thường hơn nhiều, nhưng Giang Đồng Nhiên vẫn còn hơi sợ, cố gắng khắc chế trước mặt Lạc Tú. Khi nào về tôi sẽ giải thích cho chị hiểu. Lạc Tú lắc đầu, sau đó xuống xe, bám theo sau Lạc Tú chính là tên quái nhân bọc kín mít kia. Mật chú mà Thẩm Nguyệt Lan chúng phải vô cùng ác độc, chỉ có người thi chú tự tay hóa giải hoặc là giết chết gã thì mới có thể hóa giải được mật chú điều đáng sợ hơn là rất có thể một phần hồn phách của thẩm nguyệt lan sẽ bị câu đi vậy nên lạc tú phải mau chóng tìm ra được giang giật phi sau đó hỏi cho ra vị trí của người thi chú nếu không dù lạc tú có tới bên cạnh thẩm nguyệt lan đi nữa thì cũng chẳng thể làm gì được bởi vì chính lạc tú cũng không có cách nào lấy ra ba hồn bảy phách không thuộc về thẩm nguyệt lan để nhét vào người thẩm nguyệt lan được hạt châu mà anh đưa cho giang đồng nhiên có thể tạm thời trấn trụ hồn phách còn sót lại của thẩm nguyệt lan để chúng không bị người khác câu đi ninh châu nơi này cách tương tây cũng không xa nhưng lại không được tính là thuộc về tương tây núi cửu cung ở ninh châu cảnh đẹp nhất thiên hạ ở khuôn lư trung linh ở cửu cung nghe đồn tử vi đại đế từng đích thân tới thăm ngọn núi này hơn nữa còn từng đả tỏa trên ngọn núi kia nhưng thần bí nhất chính là truyền thuyết về sấm vương lý tự thành khi đó lý tự thành bại trận ông và mấy trăm nghìn thủ hạ bị bước lui tới nơi này lúc ấy lý tự thành đành dẫn theo họ vào núi nhưng cuối cùng không hiểu sao lại biến mất truy binh đuổi theo lên núi có thể nói là lật tung hết cả núi cửu cung nhưng đừng nói là người ngay cả một cọng lông cũng chẳng tìm được đó đâu phải mấy người cũng chẳng phải mấy chục người mà là một đội quân cả mấy trăm nghìn người nhưng sau khi tiến vào núi thì lại biến mất không thấy tăm hơi điều này đã trở thành bí mật thiên cổ. chương 268, người giàu nhất hoa nam ông lão này tên là Lý Trí Hoa, là người của gia tộc giàu nhất khu cảng. Ở đất cảng, ông ta là một nhân vật có thể hô mưa gọi gió. Mặc quần áo nhà đường, chất liệu được sử dụng vô cùng đặc biệt, sắc mặt hồng nhuận, vừa nhìn đã biết là người chú ý dưỡng sinh. Mà người bên cạnh ông cụ là cháu gái của ông ta, Lý Kỳ. Về phần người đàn ông cao lớn bên cạnh, anh ta chỉ là một vệ sĩ của ông cụ, trông khá trẻ nhưng cũng đã gần 40 tuổi. Nhưng cũng là một bậc thầy quyền anh, có nội lực kinh người. Anh ta cũng là một nhân vật có tiếng ở khu cảng. Mục đích của chuyến đi lần này của họ là đến Kim Cương môn tìm kiếm cơ hội, nếu họ có thể vào Kim Cương môn, vậy đó chính là may mắn vô cùng. Bởi vì trên thực tế, đừng tưởng rằng mấy thứ kỳ môn độn giáp này chẳng ra sao, nhưng mà thực ra nó rất có lai lịch. Người truyền thừa môn này vô cùng thần bí, nghe nói là truyền từ cửu thiên huyền nữ mà ra, từ xưa tới nay đều được các đế vương coi trọng. Từ xa xưa, những danh nhân như Khương Thái Công, Trương Lương, Phó Hầu Gia Cát Lược, Lưu Bá Ôn đều là từ đây mà ra, những người này đều có năng lực ổn định thiên hạ, cứu thế chúng sinh. Điều này cho thấy môn này vô cùng đáng sợ. Cho nên mặc dù Lý Trí Hoa xuất thân từ khu cảng, nhưng từ nhỏ ông ta đã luôn tôn sùng kim cương môn, một lòng hướng về nơi đây đáng tiếc là năm xưa khi còn trẻ ông ta đến kim cương môn đã bị từ chối vì tính kiêu ngạo của mình giờ ông ta chỉ có thể đưa cháu gái tới đây xem thử chút vận may tình cờ lại đụng phải lạc tú nhìn thấy lạc tú và một người cả người kín mít yên lặng lắng nghe họ nói nên cũng mở miệng hỏi dù sao chuyện này cũng không phải là bí mật lạc tú thấy ông cụ hỏi thì thản nhiên gật đầu nhưng điều này làm cho cháu gái của lý trí hoa là lý kỳ có chút không vui lập tức nhướng mày nói anh sao lại như vậy ông nội tôi nói chuyện với anh là coi trọng anh vậy mà anh chỉ gật đầu lý kỳ từ nhỏ luôn sống trong nhà giàu nhất khu cảng lại là cháu gái của một lão đại nên đã bị chiều hư từ nhỏ giống như một công chúa ở khu cảng có một số nhân vật có tiếng cũng phải tôn trọng cô ta vậy nên khi nhìn thấy thái độ của lạc tú như vậy khiến cô ta vô cùng không hài lòng ông nội của cô ta có thân phận như thế nào ngay cả người đứng đầu khu cảng thấy ông cũng phải cung kính vậy mà một người trẻ tuổi như Lạc Tú lại dám ngạo mạn trước mặt ông. Tiểu kỳ, tật xấu này của cháu cần sửa đi, Kim Cương Môn rất coi trọng điểm này, ông nội năm đó cũng là vì quá kiêu ngạo nên chịu thiệt, không thành công vào được Kim Cương Môn. Mau, xin lỗi cậu bé này đi, Lý Trí Hoa cười ha hả mở miệng nói. Cháu không xin lỗi, cháu có thân phận như thế nào chứ? Tại sao cháu phải xin lỗi anh ta chứ? Lý Kỳ hừ lạnh một tiếng, nghiêm mặt nói muốn cô ta xin lỗi người thanh niên này sao điều đó không có khả năng ha ha thực xin lỗi cậu nhóc cháu gái của tôi từ nhỏ đã bị tôi chiều hư rồi lý trí hoa xin lỗi không sao lạc tú gật đầu ông nội ông xem thái độ của anh ta đi rõ ràng là anh ta lên mặt trước lại còn tưởng cháu làm sai thật lý kỳ nói được rồi đừng nhiều lời lý trí hoa ở bên cạnh an ủi cậu nhóc cậu tới đây là muốn gia nhập kim cương môn sao? Lý Trí Hoa lại nói. Ông ta hy vọng Lạc Tú sẽ nói phải. Kim cương môn thực ra cũng thu nhận một số người từ bên ngoài. Chỉ là mặc dù ngày thường có rất nhiều người biết, nhưng những gì họ biết chỉ là một ít bề ngoài. Ví dụ, trong con mắt của những người thiếu hiểu biết, kỳ môn độn giáp là một loạt thuật số, sẽ có rất ít người nghĩ nó có liên quan đến tu pháp cho nên cho dù biết đến kim cương môn nhưng cũng có rất ít người tới đây bái sư. Có một câu nói là không có so sánh, không có thương tổn. Lý Trí Hoa đưa cháu gái của mình đến đây bái sư, hôm nay chỉ có duy nhất bọn họ tới. Cho dù xác suất thành công rất khó nói, ngay cả những người giỏi nhất cũng sẽ bị so sánh. Nếu như thiếu niên trước mặt cũng tới bái sư, vậy lúc này ông ta lôi kéo tên nhóc này đi cùng, đến lúc đó hai người so sánh với nhau, không phải cháu gái của ông ta sẽ nổi bật hơn sao xác suất vào được kim cương môn không phải sẽ lớn hơn sao dù sao lý trí hoa cũng là một doanh nhân ông ta luôn đặt lợi ích của mình lên hàng đầu nếu không thì nói một cách khó nghe với thân phận và địa vị của ông ta ông ta làm sao có thể chủ động nói chuyện với một người trẻ tuổi như vậy rõ ràng là ông ta đã lên kế hoạch ngay từ khi thấy lạc tú quan tâm đến kim cương môn vừa nghe lý trí hoa nói lời này Lạc Tú còn chưa nói cái gì thì Lý Kỳ ở một bên đã chế nhạo. Ông nội, ông xem dáng vẻ của anh ta đi, nếu anh ta đến Kim Cương Môn thì ông nghĩ người ta sẽ thu nhận anh ta sao? Lời nói của Lý Kỳ đầy vẻ khinh thường. Đúng là tôi đến Kim Cương Môn, Lạc Tú gật đầu. Nhưng anh không đến để bái sư, anh tới để giết người. Nếu Kim Cương Môn không chịu giao giang giật phi ra, anh cũng không ngại tàn sát Kim Cương Môn. Nhưng khi Lý Trí Hoa nghe thấy điều này, rõ ràng là ông ta đã hiểu lầm ông ta liền cười nói tiểu kỳ mau xin lỗi thiếu niên này cho ông lý trí hoa nghe thấy lạc tú muốn tới kim cương môn thì ngay cả xưng hô cũng đổi thậm chí còn có cảm giác nghĩ gì được đấy đột nhiên ông ta cảm thấy lần này cháu gái của mình nhất định có thể vào kim cương môn ông nội cháu có thân phận như thế nào chứ sao có thể xin lỗi anh ta chứ lý kỳ xem thường nói ông nội bảo cháu xin lỗi thì cứ xin lỗi Lý Trí Hoa chừng mắt nhìn Lý Kỳ. Cháu không xin lỗi, anh ta xứng sao? Lý Kỳ quay mặt đi. Thiếu niên à, để cậu chê cười rồi. Lý Trí Hoa cười nói với Lạc Tú. Đúng rồi, nếu cậu định đi kim cương môn thì đi cùng chúng tôi luôn có được không? Lý Trí Hoa chuẩn bị thực hiện kế hoạch của mình. Cháu không đồng ý. Lạc Tú còn chưa kịp nói gì thì Lý Kỳ đứng bên cạnh đã trực tiếp lên tiếng. Ông nội, sao ông có thể để anh ta đi cùng chúng ta chứ? Tiểu kỳ, lý trí hoa mắng. chương 269, tâm thành tất linh. Núi cửu cung quả thật khá lớn, hơn nữa mặc dù kim cương môn ở trên núi cửu cung, nhưng không ai dẫn đường thì hầu như không ai có thể tìm thấy nơi này. Đoàn người lý trí hoa đi về phía trước, trong khi lạc tú cùng huyết thi vương đi ở phía sau. Lúc đầu Lý Trí Hoa vẫn còn nhiệt tình với Lạc Tú, thỉnh thoảng nói chuyện với Lạc Tú trên đường đi. Nhưng sau đó, có lẽ bởi vì đi leo núi mệt nên không nói nhiều. Nhưng vào lúc này, Lý Kỳ lại lặng lẽ lẻn đi ra sau, nhìn Lạc Tú bằng ánh mắt châm chọc. Anh đã lên kế hoạch từ lâu rồi phải không? Muốn ngồi thuyền lớn của chúng tôi và thuận lợi theo chúng tôi gia nhập Kim Cương môn à? Cuộc đời Bổn tiểu thư đây ghét nhất là những người đầu cơ trục lợi, anh chết tâm đi, anh như vậy đừng nói là gia nhập Kim Cương môn, cho dù làm người trông cửa người ta cũng chẳng thèm. Lý Kỳ chế nhạo. Đúng lúc này, nhóm người đi qua một đỉnh núi, đến một chỗ vô cùng bí mật nơi này không phải là khu du lịch nên không mở cửa. Cổng kim cương môn được giấu ở đây. Chỉ là người thường không vào được, cũng không tìm thấy. Hà đạo trưởng, phiền ngài rồi. Lý trí hoa quả nhiên biết hà đạo trưởng, hơn nữa cũng đã thương lượng xong. Được rồi, đi thôi. Hà đạo trưởng ngạo nghễ mở miệng nói. Nhớ kỹ, tâm thành tất linh, hãy đi theo bước chân của tôi, tôi dẫm vào đâu các người dẫm đó. Hà đạo trưởng dặn dò làm phiền hà đạo trưởng lý trí hoa ôm quyền nói vị đạo trưởng này chuyên môn phụ trách tiếp đón người muốn vào kim cương môn hoặc là nói ai muốn vào kim cương môn đều phải thông qua vị đạo trưởng này mới vào được phía trước có một khu rừng rậm rạp hà đạo trưởng bước vào người còn lại cũng theo sát phía sau lúc đầu mọi người cũng không để ý lắm bởi vì phía trước còn có một vách núi rừng rậm nhưng khi đi vào trong khung cảnh phía trước đột ngột thay đổi là một ngọn núi hùng vĩ, phía trên là điện Ngọc Quỳnh Thai, đầy những tòa nhà cổ kính. Một con đường mòn từ đây dẫn lên núi. Quỳ xuống, Lý Trí Hoa quỳ xuống trước. Mà bất ngờ là lần này Lý Kỳ lại nghe theo quỳ xuống. Ba quỳ chín lạy, thành tâm tất linh, Lý Trí Hoa lẩm bẩm Dọc đường đi đều làm như vậy. Mặt khác, Lạc Tú và Huyết Thi Vương ở một bên lại tỏ ra thở ơ. Thực ra Lạc Tú đang cảm thán, không ngờ ở đây lại có trận pháp từ thời thượng cổ. Mặc dù hiện tại trận pháp này đã bị phá nhưng vẫn có chút tác dụng. Thảo nào anh đi quanh núi Cửu Cung vài ngày mà vẫn chưa tìm được nơi này. Hơn nữa trận pháp này còn có tác dụng. Chẳng lẽ truyền thuyết đại đế tử Vi đến núi Cửu Cung là sự thật sao? Hơn nữa có thể trận pháp này là do đại đế tử Vi tạo ra, nhưng Lạc Tú ngay lập tức lắc đầu. Không phải như vậy nếu là do đại đế tử vi tạo ra, trận pháp này không thể bị tàn phá thành như thế. Nhưng một số người ở bên cạnh vô cùng kinh ngạc nhìn Lạc Tú. Bởi vì tất cả mọi người đều quỳ xuống, chỉ có Lạc Tú và Huyết Thi Vương vẫn đứng ở một bên. Hà Đạo trưởng cao mày và định nói gì đó, nhưng Lý Trí Hoa đã nhanh chóng ra hiệu cho Hà Đạo trưởng. Đây là mật hiệu của bọn họ, có nghĩa là 100 vạn. Nhìn thấy Lý Trí Hoa làm động tác này, Hà Đạo trưởng không nói gì lý trí hoa không nhịn được mà cười thầm nhìn xem so sánh ra không phải cháu gái của ông ta vô cùng thành tâm sao hừ đến đây học đạo quan trọng nhất là phải thành tâm tất linh vậy mà anh lại không quỳ lý kỳ ở một bên đi được ba bước lại quỳ xuống tôi không cần quỳ lạc tú cười khẩy một tiếng thiếu niên mặc dù lão lý thay cậu cầu tình nhưng tôi vẫn phải nói đến kim cương môn của chúng tôi thì phải theo quy củ của kim cương môn tốt nhất là thành tâm một chút giữ mồm cho sạch sẽ nếu không việc cậu muốn bái sư ở kim cương môn chỉ là nằm mơ thôi hà đạo trưởng ngạo nghễ nói kim cương môn của bọn họ chú trọng nhất là môn quy năm đó lý trí hoa không được gia nhập kim cương môn cũng là vì tính kiêu căng và ngạo mạn của mình ha ha tôi nói muốn đến đây để bái sư lúc nào lạc tú lại cười khẩy vậy cậu tới đây để làm gì mọi người đều nhướng mày giết người lạc tú cười tà mị to gan ở kim cương môn chúng tôi mà cũng dám to tiếng như vậy hà đạo trưởng lập tức tức giận thiếu niên cậu có biết mình đang nói cái gì không những lời này không thể nói đùa đâu lý trí hoa ở một bên quát lớn còn không mau xin lỗi hà đạo trưởng lý trí hoa lại quát lớn nói đùa tôi cũng không hay nói đùa lạc tú hử lạnh một tiếng người như cậu mà cũng dám nói đến kim cương môn để giết người ư lý kỳ khinh thường nhìn lạc tú tôi xem lúc bị đánh chết thì ai tới nhặt xác cho cậu thiếu niên đây là kim cương môn dựa vào những gì cậu vừa nói hôm nay tôi sẽ dạy cho cậu một bài học hơn nữa chỉ có một mình cậu cũng dám nói đến kim cương môn chúng tôi giết người sao hà đạo trưởng cười khẩy một tiếng sau đó ra trưởng về phía lạc tú tu vi của ông ta cũng coi như là nội kình đại thành của cảnh giới võ giả nếu không kim cương môn cũng sẽ không cho ông ta làm người tiếp đón ở bên ngoài. Nhưng phải nói, chưa từng có ai dám tới cổng kim cương môn trên núi cửu cung để gây sự. Bởi vì đây là đâu chứ? Chỗ này đâu đâu cũng có kỳ môn độn giáp. Dù có tài giỏi đến mức nào thì đến đây cũng chỉ có thể khoanh tay chịu chói. Bởi vì ở đây đều là trận pháp lớn bao lấy trận pháp nhỏ, trận pháp nhỏ gộp thành trận pháp lớn. E rằng ngay cả Phật sống có đến cũng không dám dương oai. Huống chi là người bình thường. Hà đạo trưởng đánh trưởng tới, huyết thi vương đứng bên cạnh Lạc Tú cũng ra trưởng. Cùng đánh trưởng ra, tay của Hà đạo trưởng đột nhiên nổ tung. Người đâu, người đâu, Hà đạo trưởng vừa kinh ngạc vừa tức giận, hiển nhiên không ngờ người trẻ tuổi này lại mang theo cao thủ. Mà vệ sĩ mà Lý Trí Hoa mang tới cũng ra tay với Lạc Tú sau khi Lý Trí Hoa ra lệnh. Nhưng vừa động thủ, Lạc Tú vung tay, khiến trưởng của vệ sĩ kia tan vỡ hoàn toàn. Lần này, lý trí hoa hoàn toàn chấn kinh, không phản ứng lại được. Lý Kỳ cũng vậy, cô ta hoảng sợ nhìn Lạc Tú. Chương 270, cứu tôi. Mà vào lúc này, tại đại điện Kim Cương Môn. Môn chủ, Kim Cương Môn chúng ta trước nay luôn khiêm nhường, giấu mình không khoe khoang, không màng đến chuyện thiên hạ. Một ông già mở miệng nói, ông ta là một trong bảy trưởng lão lớn của Kim Cương Môn, xếp hạng lão ngũ, thực lực của ông ta so với Đinh lão quái chỉ mạnh chứ không yếu. Thực tế thì Đinh Lão Quái là người có thực lực kém cỏi nhất trong số 7 trưởng lão của Kim Cương Môn, đứng hạng Lão Thất. Môn chủ, thù của Lão Thất không thể không báo, cũng vì Kim Cương Môn chúng ta trước giờ sống khép kín, không muốn khoe khoang thể hiện tài năng nên mới dẫn tới chuyện người của chúng ta ra ngoài bị nhục mạ. Trưởng Lão thứ ba mở miệng nói. Nhưng mà đối phương chính là thiếu niên tông sư, ba người Lão Thất bọn họ dù có hợp sức lại cũng không phải là đối thủ của người đó. Lão ngũ nhíu mày nói ông ta cảm thấy kim cương môn và thiếu niên tông sư kia chẳng có thù sâu hận lớn gì. Hơn nữa, tính tình lão thất thế nào ông ta cũng hiểu rõ, là một kẻ chuyên gây rối, gây chuyện rồi thì lão thất và giang giật phi kia lại quay về gọi thêm quân tiếp viện. Trưởng lão thứ năm thế nào cũng không muốn tham gia vào, mấy cái ân oán đó dẫu sao cũng chẳng liên quan gì tới kim cương môn bọn họ. Vậy thì hà tất gì phải đi gây thù chuốc oán? Hừ, thiếu niên tông sư cái quái gì chứ, chẳng qua chỉ là mấy lời cố tình thiêu dệt trưởng lão thứ nhất hừ lạnh một tiếng. Thiếu niên tông sư, một trọi ba sao. Ông ta hoàn toàn không tin đây là sự thật, khả năng lão thất thua chỉ là cố tình nói dối thôi. Kim cương môn của chúng ta có rất nhiều cao thủ, tùy tiện dẫn bừa hai người cùng ra ngoài cũng có thể chừng trị cậu ta. Trưởng lão thứ hai cũng mở miệng nói theo. Hừ, chuyện này vốn dĩ chẳng liên quan gì tới chúng tôi, người ta đâu có tìm tới cửa gây chuyện đâu. Trưởng lão thứ năm mở miệng nói tiếp. Lão ngũ, Ông có bị đần không vậy? Người nãy giờ vẫn im lặng không mở miệng nói câu nào, môn chủ Kim Cương môn mở miệng quát lớn. Trước tiên khoan hãy nói đến những chuyện khác, cứ cho cậu ta thật sự là một thiếu niên tông sư đi, nhưng sao có thể một mình đấu ba được? Tuy môn chủ tuổi tác đã cao, nhưng hiện tại đã đạt tới cảnh giới nhập đạo từ lâu, dù mới chỉ biến đổi nửa bước cũng có thể tham gia chiến đấu. Còn nữa, Kim Cương môn của chúng ta là chỗ nào chứ? Không có người dẫn đường thì Kim Cương Môn chúng ta ở chỗ nào cậu ta còn không biết." Môn chủ Kim Cương Môn hừ lạnh một tiếng. "Chẳng lẽ ông cho rằng trận pháp lớn kỳ môn độn giáp của chúng ta chỉ dùng để trang trí thôi sao? Năm đó Sấm Vương được Kim Cương Môn của chúng ta cứu, trăm vạn binh lính tới truy đuổi còn không tìm ra được, thì một kẻ hèn tông sư như cậu ta có thể tìm được sao?" Có điều, lời này vừa mới thoát ra khỏi miệng người kia, trời bỗng nổi sấm sét. "Hòa Đông" Lạc vô cực đến xin gặp mặt hành lễ, mau giao giang giật phi ra. Nếu không, giết không tha. Cái này có hơi xấu hổ. Trong đại điện, không khí tức khác bị bao trùm bởi sự trầm mặc của mọi người. Được, tới rồi cũng tốt, chúng ta đỡ phải đi tìm cậu ta, mở trận pháp lớn Huyền Thiên hộ sơn. Môn chủ Kim Cương môn đứng lên. Mau theo tôi ra ngoài gặp cậu ta, nếu đã tới, vậy thì hôm nay tôi sẽ khiến cậu ta máu bắn lên tận trời cao. Kim Cương Môn ta sẽ hành hạ tên tông sư đó đến chết mới thôi." Môn chủ Kim Cương Môn cười khẩy một tiếng, sau đó dẫn người đi thẳng ra ngoài. Lạc Tú vừa dùng tiếng sấm nói xong câu đó, không ngờ trên núi lập tức xuất hiện một đám người đi ra, mà cầm đầu là một người đàn ông cỡ tuổi trung niên, nhưng râu tóc lại để dài, nhìn thoáng qua như thể người từ thời cổ đại tới. "Ha ha, cậu cũng thật to gan, dám xông vào Kim Cương Môn tôi?" môn chủ của kim cương môn là người có thân hình cường tráng cao lớn đã đi được bán bộ nhập đạo giả rồi tôi tới đây chỉ có một việc duy nhất các người giao giang giật phi cho tôi tôi sẽ lập tức quay đầu rời đi lạc tú không ra tay đánh đấm ngay lập tức hừ cậu còn muốn chạy cậu nghĩ kim cương môn của tôi đây là nơi mà cậu nói đến là đến nói đi là đi sao môn chủ kim cương môn cười khẩy một tiếng tôi nói các người và Giang Giật Phi cũng chẳng có quan hệ dây mơ dễ má gì nhiều, vậy nên ân oán riêng giữa tôi và anh ta, các người không tội gì phải nhúng tay vào. Còn nếu nguyên do là vì tôi khiến trưởng lão đinh của các người bị thương thì, sau này tôi sẽ tới tận cửa tạ tội và cho các người một lời giải thích hợp lý. Còn giờ phút này, các người chỉ cần giao Giang Giật Phi ra, mọi chuyện sẽ lập tức kết thúc tại đây. Lúc này Lạc Tú vẫn còn chút lý trí, anh lo lắng thay cho Kim Cương Môn. Ha ha, vậy nếu kim cương môn chúng tôi không giao người thì cậu định thế nào? Hơn nữa, tôi đã nói rồi, cậu nghĩ kim cương môn là nơi mà cậu nói đến là đến, nói đi là đi được sao? Nếu đã tới, thì hãy ở lại mãi mãi đi. Môn chủ kim cương môn cười khẩy một tiếng. Cha, đôi khi, giúp người khác tìm một con đường sống, nhưng người khác lại cố tình chắn trước mặt mình tự tìm đường chết. Lạc tú lắc đầu thở dài một hơi. Nói khoác mà không biết ngược môn chủ kim cương môn liên tục cười khẩy chỉ bằng cậu mà dám lớn lối nói tạo cho bọn tôi một con đường sống môn chủ kim cương môn nhìn lạc tú bằng ánh mắt khinh thường chỉ là một kẻ hèn tông sư nho nhỏ mà cũng dám mạnh miệng trước kim cương môn tôi cứ một hai đòi chặn đường tôi vậy thì sao đừng có hối hận khí chất lạnh lùng của lạc tú trong phút chốc lập tức được thể hiện ra ngoài chặn đường cậu ha 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 thứ chúng tôi muốn là giết cậu môn chủ kim cương môn vung tay lên. Hiện tại cậu đang ở bên trong trận pháp lớn hoàng tuyển thăng khiếu, vậy mà còn dám buông mấy lời lẽ ngông cuồng trái với đạo lý. Chiến đấu Kỳ thật, đám người đứng phía sau môn chủ kim cương môn đã bắt đầu động thủ ngay từ giây phút họ vừa mới xuất hiện rồi. Họ đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng từ trước. Phút chốc, mặt đất bốn phía bao quanh lạc tú bỗng bùng lên ngọn lửa. Kỳ thật, lạc tú cực kỳ chán ghét mấy trận pháp dã man ngang ngược kiểu này, bởi vì ở kiếp trước, Tam Đại Thiên Tôn đã mời 10 trận pháp hung tàn ra đánh lén anh. Kết quả anh nằm trong vũng máu nuốt hận. Vậy nên khi vừa nhìn thấy trận pháp, Lạc Tú đã không kìm được, lửa giận ngập trời trong lòng anh lại bùng cháy mãnh liệt. Về phần môn chủ Kim Cương môn, ông ta nhìn Lạc Tú vẫn đang đứng trong trận pháp lớn, cười khẩy một tiếng rồi mở miệng nói: "Để tôi xem cậu có thể kiên trì thêm được bao lâu." trận pháp này từ đông sang tây uy lực thật sự dã man thô bạo vô cùng đôi khi chỉ với một người hay một đội hình đơn lẻ cũng có thể làm chết mấy trăm người mấy ngàn người hoặc thậm chí là nếu trận pháp lợi hại hơn chút có thể khiến chết mấy vạn người chứ không phải chơi chưa kể đây còn là đại bản doanh của kim cương môn từng trận pháp hoàng tuyền thăng khiếu này tên tuổi ngang nhau một khi bắt đầu người đứng bên trong trận pháp sẽ giống như rơi xuống địa ngục vậy chưa nói lạc tú chỉ là một tông sư ngay cả cường giả siêu phàm rơi vào tình cảnh này chắc cũng phải quỳ xin thua nhưng lý trí hoa đứng một bên lại đang trợn tròn mắt nhìn ông ta vô tội tôi chúng tôi tới để xin gia nhập kim cương môn chứ không phải đồng bọn của cậu ta lý trí hoa nôn nóng hô lớn có cái rắm chính ông ta đã dẫn người tới đây đạo trưởng hà bên cạnh cố chịu cơn đau nhức mở miệng nói hiểu lầm thật sự là hiểu lầm mà lý trí hoa hoảng loạn tới cực điểm rồi ông ta vốn định tính kế lạc tú nhưng ai ngờ kết quả lại chọc phải một kẻ đáng sợ thế này chứ tôi không rảnh quản nhiều như vậy tất cả đều đi chết hết cho tôi môn chủ kim cương môn cười lớn một tiếng cũng đã đến lúc kim cương môn bọn họ mở cửa núi tiến vào đời rồi nhân dịp vừa đánh chết một thiếu niên tông sư thông báo cho toàn bộ thiên hạ biết rằng kim cương môn bọn họ mở cửa núi cứu tôi cứu tôi lý trí hoa hoảng loạn vô cùng nhìn ngọn lửa đang cháy hừng hực vây quanh bản thân và cháu gái. Audio điện tử võ tấn bền chương 271, Mánh khóe của Đại Đế Nhưng khi môn chủ Kim Cương môn vừa nói xong câu đó, Huyết Thi Vương đã lập tức bảo vệ hai người Lý Trí Hoa và Lý Kỳ. Đương nhiên, cái giá phải trả là một con số trên trời. Có điều, giờ khắc này làm mọi thứ cũng chỉ vì mạng sống, ông ta đâu còn đầu óc mà quan tâm lo lắng nhiều thứ như vậy, trước tiên cứ sống sót đã rồi tính sau. Mà ngọn lửa bên trong trận pháp cháy ngày càng mãnh liệt, thậm chí là rất nhanh thôi nó sẽ biến thành biển lửa. Mấy cục đá trên mặt đất đều bị hòa tan, hóa thành dung nham. Nhưng mà, Lạc Tú biết đây là giả, mấy loại trận pháp như này vốn kỳ diệu như vậy. Những người đang ở trong trận pháp dường như có thể tự cảm nhận được cảm giác của nỗi đau đớn tột cùng và sự thống khổ khi bị lửa thiêu chết. Đây chỉ là một chiêu trò khiến bộ não của bạn tự ghi nhận, tin tưởng rằng bản thân đã chết, nhưng trên thực tế, người ngoài nhìn vào sẽ thấy nơi mà bạn đang đứng chả có cái rắm gì cả. Đã từng có một thí nghiệm nổi tiếng là, bịt mắt một người đàn ông lại, sau đó cắt một dao trên cổ tay anh ta, nhưng thực ra miệng vết thương trên cổ tay lại rất nông, và không bị chảy máu ngay lập tức. Tuy nhiên, ở bên cạnh lại tạo ra một âm thanh như thể lúc giọt nước nhỏ xuống, khiến người kia lầm tưởng rằng bản thân đã thật sự bị lấy máu kết quả không bao lâu sau người kia đã mất mạng. Hiện tại, trận pháp này cũng có tác dụng tương tự như loại thí nghiệm kia, có điều, với lạc tú mà nói thì 10 trận pháp lớn hung ác cấp bậc cao hơn anh cũng đã nếm qua hết rồi, thì mấy thủ đoạn lừa bịp kiểu này làm sao gây khó khăn cho anh được. Người của Kim Cương Môn đang chờ xem kịch vui, cuối cùng lại phát hiện lạc tú vốn dĩ không thèm để ý, đi thẳng về phía bậc thang. Miễn dịch, mất đi hiệu lực, hay do cậu ta vốn dĩ không sợ, môn chủ kim cương môn ngây ngẩn cả người dù gì thì loại trận pháp này ông ta đã thử tự nếm thử qua rồi một khi bước vào trận pháp người ta sẽ có cảm giác bản thân thật sự rơi xuống bên trong hoàng tuyền núi đao biển lửa ma quỷ mọi thứ sẽ từ từ xuất hiện ngay trước mắt bất cứ điều gì cũng có thể tùy ý lấy mạng người đó nhưng tại sao thằng nhóc trước mặt này lại không hề có chút biểu cảm nào nhân lúc cậu ta vẫn đang bị mê hoặc trong trận pháp các người hãy xông tới đánh lén cậu ta. môn chủ kim cương môn mở miệng ra lệnh. trưởng lão thứ nhất và trưởng lão thứ ba bắt đầu hành động, nhảy ra khỏi trận pháp lớn bảo vệ ngọn núi, sau đó lén tiến tới gần chỗ lạc tú. hai người xông lên đi, nhìn nát cậu ta cho tôi. môn chủ kim cương môn lạnh lùng nói. mà trưởng lão thứ nhất và trưởng lão thứ hai đã tới rất gần chỗ lạc tú. đừng nói đánh lén, với công lực của hai người bọn họ cho dù là nghinh chiến chính diện thì một trưởng này mà tung ra một vị tông sư bất tử cũng phải tàn bởi vì hai người bọn họ cũng là người thuộc cấp bậc tông sư chỉ với một trưởng này cũng có thể dễ dàng đánh nát một mỏm đá khổng lồ chứ không phải dẫn chơi mà người đứng trước mắt họ nghe nói cũng chỉ là tông sư nếu đều là tông sư với nhau thì họ không nghĩ bản thấy mình sẽ yếu thế hơn nhưng vào khoảnh khắc đòn đánh được tung ra khóe miệng lạc tú bỗng xẹt qua một nụ cười châm chọc Thường thì vào thời điểm này, những người bên trong trận pháp vốn đã bị mê muội bởi những đồ vật trước mắt, còn đâu đầu óc mà để ý đến thế giới bên ngoài. Trên mặt trưởng lão thứ hai lộ ra một nụ cười khẩy. Thiếu niên tông sư cái chó má gì chứ, đâu ra mà một địch ba. Ông đây chỉ tung một đòn cũng đủ hạ gục anh trong thời gian ngắn. Có điều, thời điểm đòn đánh được tung ra, trưởng lão thứ hai theo bản năng cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần. Đáng tiếc là ông ta đã chậm Cú đá vốn xuất phát sau nhưng lại chạm đến mục tiêu trước, chân anh đạp thẳng vào đầu trưởng lão thứ hai. Giống như một trái dưa hấu thông thường, đầu trưởng lão thứ hai nổ tung ngay tức khắc. Trưởng lão thứ nhất nhìn thấy cảnh này cũng phát hoảng theo, một bàn tay khác bắt lấy bàn tay đang chuẩn bị tung cú đấm của ông ta. Một tiếng răng rắc vang lên. Bàn tay ông ta giòn tan như mảnh thủy tinh, vỡ vụn ngay tức khắc. Ngay sau đó, một cái tát ập đến, nó giáng thẳng lên ngực ông ta tựa như một chiếc xe lửa chạy trên cao tốc đâm thẳng vào người ông ta, đánh bay trưởng lão thứ nhất ra ngoài. Khoảnh khắc ông ta chới với bay trên không trung cũng là lúc ông ta tắt thở. Lão đại, lão nhị, tức khắc, hai mắt trưởng lão thứ ba và trưởng lão thứ tư đỏ ngầu. Thằng khốn này, mày quá tàn nhẫn độc ác, tao sẽ giết mày. Một chân của trưởng lão thứ ba vút lên trời cao, một chân này của ông ta mang theo sức mạnh cực kỳ kinh hồn, thậm chí là phần đùi còn bốc cháy, đây không phải là giả, ngọn lửa trên chân ông ta là thật sự tồn tại. Hơi nóng ập đến trước mặt, nhưng Lạc Tú vẫn bày ra vẻ mặt mỉa mai như cũ không hề thay đổi, bởi vì một bàn tay trong lòng đất đã sốc lên và túm lấy chân của vị trưởng lão thứ ba. Ngay sau đó, anh tóm lấy vị trưởng lão thứ ba rồi ném mạnh xuống đất. Đương nhiên, đó là tay của huyết thi vương. Dầm, chớp mắt một cái, trưởng lão thứ ba bị đánh đến nỗi biến thành một đống thịt nát. Khoảnh khắc nhìn thấy cảnh này, trưởng lão thứ tư lập tức tỉnh ngộ, mồ hôi lạnh cứ thế mà chảy ròng ròng. Cũng chẳng đề cập đến cái gì mà báo thủ với không báo thủ nữa, ông ta vội vàng chạy như bay. Giữ lại cái mạng mới là quan trọng. Đáng tiếc, một luồng năng lượng mạnh mẽ bùng lên trong không khí, trưởng lão thứ tư vốn đang chạy bỗng nổ tung. Người của Kim Cương môn lập tức chìm trong im lặng. Bốn người cấp bậc tông sư đi đánh lén một người, kết quả lại bị người ta giết trong tích tắc. Cái này vẫn chưa chịu giao người. Nếu tôi lên thì có thể sẽ không chỉ giết chết vài người như vậy thôi đâu." Hai mắt Lạc Tú trong veo, giống như nước mùa thu thời điểm tháng 9, không một gợn sóng, nhìn chỗ nào có dấu vết bị trận pháp mê hoặc chứ. "Được, được, xem ra là do tôi đã quá coi thường cậu." Vào giờ phút này, sắc mặt môn chủ Kim Cương môn trông cực kỳ khó coi. Ông ta vốn tưởng có thể dễ dàng hành hạ Lạc Tú đến chết nhưng thật không ngờ kết quả này lại xảy ra có điều cậu nghĩ cậu có thể làm gì được nữa chúng tôi có trận pháp lớn là huyền thiên hộ sơn cậu không vào được vậy thì cậu làm gì được chúng tôi môn chủ kim cương môn không kiêng nể mở miệng nói cậu lại đây đi môn chủ kim cương môn nói với giọng điệu châm biếm hoàn toàn chính xác trận pháp lớn huyền thiên hộ sơn này có vẻ không đơn giản như vậy cái này thậm chí còn không phải do thế hệ hiện tại của Kim Cương Môn hay người của thế hệ trước bố trí. Đây là một trận pháp đã tồn tại từ trước khi môn phái Kim Cương Môn được thành lập. Thậm chí còn có lời đồn đại rằng, đây là trận pháp mà đại đế tự mình bày ra. Mặc dù sự tồn tại đã quá lâu đời, đã mất đi 9 tầng uy lực. Nhưng một tầng còn dư lại kia không phải thứ mà người nào cũng có thể tùy tiện phá vỡ. Bản thân Lạc Tú cũng tự nhận thấy được, có một bức tường vô hình phía trước đang chặn đứng bước chân của anh. Lạc Tú thở ra một hơi, một quyền bất ngờ được tung ra. Dầm! Sức mạnh của Lạc Tú hiện tại dữ dội và hùng mạnh vô cùng, e là chỉ với sức mạnh thể lực đơn thuần cũng có thể đánh nghiêng cả một ngọn núi. Có điều, hiện giờ đánh vào phía trên trận pháp lớn kia, mặc dù kim cương môn có thể bị lung lay. Nhưng trận pháp lớn thì vẫn vẹn toàn không hề hấn gì. chương 272 một kiếm đánh vào cửu cung. Cuồng vọng kiêu ngạo, không biết trời cao đất dày, kẻ như cậu mà dám sánh vai với thần linh ư. Môn chủ kim cương môn nghe lạc tú nói vậy, ông ta lập tức mở miệng nói lời châm chọc. Thiếu niên tông sư này quá cuồng vọng, vậy mà dám nói sằng nói bậy đòi sánh vai ngang hàng với thần linh. Vậy sao, vào giờ khắc này, bên trong đôi mắt lạc tú tựa như nở rộ một thứ ánh sáng lộng lẫy, bỗng chốc, trong hai tròng mắt xuất hiện ngọn lửa cháy lên. Tựa như hai ngọn thần đèn được thắp lửa, nó dường như muốn chiếu rọi quá khứ, hiện tại và cả tương lai, lên tận cùng trời xanh, xuống tận cùng suối vàng. Quả thực, dù trận pháp lớn huyền thiên này có không phải do tử vi đại đế bày ra, thì chắc chắn nó cũng được một nhân vật ghê gớm nào đó tạo nên. Thậm chí, so với phán đoán của môn chủ Kim Cương Môn, nó còn mạnh hơn trên gấp mười mấy lần. Có điều, kể từ sau khi Lạc Tú trở lại trái đất, anh dường như chưa từng dốc toàn lực ra tay một lần nào. Chính bản thân Lạc Tú cũng không thể ngờ, lần đầu tiên anh dốc toàn lực ra tay lại là để phá vỡ một tòa trận pháp lớn. Gió nổi lên, mây di chuyển. Khí thế Lạc Tú đột một tăng lên, như một vị thần chân đạp càn khôn thức tỉnh, giống như một vị tiên tôn dẫm lên vạn đạo giáo xưa nay sống lại. Lạc Tú huy động sức mạnh của cả cơ thể, sức mạnh giống như dòng nước cuộn trào hồi sinh trong cơ thể Lạc Tú, sau đó ngưng tụ lại với nhau. Loại khí thế này thật sự khiến người ta sợ hãi, toàn bộ mây trên núi cửu cung bỗng chốc tập trung lại tạo thành hình cái phếu, sau đó từ từ di chuyển. khu ngoại cảnh bên ngoài núi cửu cung, một cô bé ngẩng đầu nhìn lên đám mây hình cái phếu đang lững lờ trôi, hai tay kéo kéo người mẹ đang trả tiền hàng. mẹ ơi mẹ, mẹ nhìn đi kia, là người ngoài hành tinh. con bé ngốc này, con nói bậy cái gì thế? bà mẹ vừa giơ tay đưa cây kem cho cô gái nhỏ vừa ngẩng đầu nhìn lên không trung. xoạch, cây kem rất thẳng xuống đất mà ở một chỗ khác. Con mẹ nó, có chuyện gì xảy ra vậy? Một chiếc taxi ở Ninh Châu nhìn về hướng núi Cửu Cung, người tài xế lập tức trợn tròn mắt. Còn hành khách trên xe thì vội vã lấy điện thoại di động ra dơ lên chụp ảnh. Cảnh tượng này thật sự quá mức chấn động và kỳ quái. Rất nhiều người thi nhau đổ xô ra ngoài đường xem, hết chụp ảnh rồi lại quay video. Mà trước cửa kim cương môn, lạc tú đang bay lên trên không, như thể anh đang dẫm lên một cây thang vô hình vậy đi từng bước từng bước một trong hư không. Từ muôn thuở trước đây, Thái Hoàng vô địch. Kiếm Thái Hoàng tới, Lạc Tú đột nhiên hét to một tiếng. Một tia sáng vàng đột nhiên xuất hiện giữa không trung, tia sáng vàng đó tựa như mặt trời lộng lẫy, trói mắt mà sắc bén vô cùng. Ngay sau đó, khoảng không mở rộng ra, một thanh kiếm dài cổ xưa như xuyên qua vũ trụ vô tận, băng qua dòng sông dài của thời gian phi tới. Cái này đương nhiên không phải kiếm Thái Hoàng chân chính nếu kiếm thái hoàng chân chính thật sự tới đây thì chắc chắn trái đất này sẽ không chịu nổi này chỉ là hình chiếu tới do được lạc tú chiều hồi mà thôi chưa kể hình chiếu của kiếm thái hoàng xuyên qua vũ trụ vô tận đã suy yếu tới cực điểm rồi thân kiếm rực rỡ lung linh trên thân kiếm có sức mạnh phi tiên thanh kiếm này từng tắm gội máu thần xé trời xẻ đất tự hình thành một thế giới cho riêng mình oan ức cho mày rồi lạc tú nhẹ giọng nói ngay sau đó Lạc Tú cầm kiếm trong tay đứng lên, thân kiếm phun ra nuốt vào thứ ánh sáng màu vàng lóa mắt, hóa thành một tia sáng màu vàng sông thẳng lên tận trời cao. Mẹ ơi, đó thật sự là người ngoài hành tinh, cô bé vô tư chỉ tay lên không chung, còn người mẹ lúc này thì lại kinh hãi vô cùng. Rất nhiều người ở Ninh Châu giờ phút này như đang phát điên, không ít người kinh hãi hoảng sợ. Bởi vì trên núi cửu cung xuất hiện một chùm sáng vàng xuyên thẳng từ núi cửu cung lên những tầng mây trên không trung người ngoài hành tinh sao một đôi uyên ương đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên không trung khuôn mặt như đang muốn nói không thể tưởng tượng được lần nào các chuyên gia cũng nói không có ảnh chụp video rõ ràng không chứng minh được gì lần này tôi xem các người còn định nói gì nữa một tay phóng viên hưng phấn đến cực điểm lúc này đây anh ta đã tóm được toàn bộ mau lên mau chụp đi thật sự là yêu phâu đó một đám học sinh trung học đang cầm điện thoại di động trên tay quay chụp con mẹ nó rốt cuộc đó là thứ quỷ gì thế? Một nhân viên nghiên cứu hoảng sợ nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Một nhóm cụ ông và các cô dì lớn tuổi đang tập thái cực quyền cũng kinh hãi nhìn theo cảnh tượng đang diễn ra. Không phá được sao, lạc tú thể hiện sự châm chọc. Thế giới rộng lớn như thế nào, một con ếch ngồi đáy giếng như ông sao có thể tưởng tượng được. Trình độ của lạc vô cực tôi, một con kiến như ông có cái cóc gì nhìn trộm được. Lạc tú tung ra một kiếm. Mà hiện tại, ở thế giới bên ngoài, tất cả mọi người đều nhìn thấy cột sáng vàng xuyên thấu trời đất kia đang chuyển động lao thẳng về hướng núi cửa cung. Đồng thời, ngay lúc này, toàn bộ núi cửu cung đột nhiên bừng lên một tia sáng chói mắt, giống như có một thiên thạch rơi xuống nơi đó, sau đó nổ tung ra. cú nổ mạnh đó giống như một quả bom hạt nhân phát nổ, ánh sáng tỏa ra chói mắt vô cùng khiến nhiều người không chịu được mà nhắm nghiền hai mắt lại. nửa bên không trung đều sáng bừng lên. ầm âm ầm. Âm tiếng sấm chấp nổ vang trời, toàn bộ Ninh Châu bị lay động. Cũng may chỉ là một đợt rung nhẹ, không tạo thành động đất. Trận pháp lớn bảo vệ kim cương môn bị bổ ra ngay tức khắc, toàn bộ trận pháp lớn bị phá hỏng hoàn toàn. Hơn nữa, không chỉ dừng lại ở kim cương môn, nếu nhìn kỹ sẽ thấy toàn bộ núi cửu cung cũng bị cắt ra. Chỉ có điều, nó không có vết dạn nứt mà chỉ có một cái dây nhỏ xuyên qua toàn bộ núi cửu cung. Lạc Tú đã dùng hết sức khống chế, nếu không thì e rằng độ tàn phá không chỉ bị ảnh hưởng ở phạm vi này một hồi lâu sau mọi người ở thế giới bên ngoài mở to mắt tất cả đều nhìn về phía núi cửu cung bằng nỗi kinh hãi tất cả mọi người không một ai biết rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra nhưng ngay sau đó tiếng hô hoán sợ hãi lại vang lên con mẹ nó điện thoại của tôi sao lại bị hỏng chứ hả sao điện thoại lại trống trơn thế này mẹ kiếp rất nhiều người mới vài giây trước còn đang cảm thấy may mắn vì chụp được ảnh UFO, nhưng kết quả giờ lại phát hiện ra điện thoại của mình chỉ còn cái màn hình trống trơn. Nhưng điều khiến nhiều người còn lại hoảng sợ hơn chính là cảnh tượng mà họ mới chứng kiến vừa rồi, thực sự chấn động và khủng bố quá mức. Điều này đã vượt qua phạm trù mà con người bình thường có thể lý giải rồi. Thậm chí rất nhiều người còn chắp tay trước ngực hướng về nơi đó cúi đầu lại một cái kiếm thái hoàng trong tay lạc tú hóa thành tia sáng vàng rồi tiêu tán giữa không trung. Về phía môn chủ kim cương môn, ông ta đứng im tại chỗ, trợn mắt há mồm nhìn. Cậu, rốt của cậu là gì vậy? Đầu óc môn chủ kim cương môn đã hoàn toàn trống rỗng, giờ phút này đến động ông ta cũng không dám động. Ông ta chưa từng gặp qua loại người có tài năng thủ đoạn khủng bố đến mức độ này. Lạc tú bước từng bước một từ trên không xuống. Trước kia anh chưa bao giờ dốc toàn lực ra tay, cho nên mỗi lần đánh đấm xong dáng vẻ anh đều cực kỳ nhẹ nhàng. Nhưng lần này thì khác, dù sao thì nó cũng là trận pháp lớn huyền thiên, không biết đã bảo vệ kim cương môn trong thời gian bao lâu, vậy nên chuyện dốc toàn lực vào một nhát kiếm là lẽ đương nhiên. Đáng tiếc là hiện tại anh mới chỉ thức tỉnh tầng thứ ba, nếu không thì đâu phải yêu cầu mời kiếm Thái Hoàng tới. chương 273, cậu dám giết không? Môn chủ kim cương môn lúc này hối hận vô cùng, đáng ra ngay từ đầu ông ta không nên coi khinh lạc tú như thế. Sớm biết làm vậy sẽ chọc vào mạng sống thì ông ta đã giao giang giật phi ra từ lâu rồi, đời nào lại làm loạn đến mức này chứ. Đáng tiếc, hiện giờ ông ta có biết thì cũng quá muộn, một khi chọc giận nhân vật như vậy, chính là không thể tha thứ. Lạc tú bước từng bước trên bậc thang. Lần này lạc tú thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn môn chủ kim cương môn lấy một cái, anh duỗi thẳng tay ôm cổ ông ta, nhưng ngay khi lạc tú chuẩn bị bóp gãy cổ ông ta thì một giọng nói giả nua bất ngờ vang lên dừng tay sau đó một lão giả với mái tóc hoa dâm bước ra ông ta là môn chủ già của kim cương môn đã nhập đạo vừa rồi ông ta ngồi thiền trong hang núi nên cũng không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng tiếng động lớn vừa mới đây chắc chắn đã đánh động đến ông ta đến khi ông ta vừa mới bước ra ngoài lập tức nhìn thấy cảnh tay lạc tú đang ôm cổ môn chủ kim cương môn. Cậu trai trẻ đây chính là vị thiếu niên tông sư kia sao? Môn chủ già mở miệng hỏi. Sang giác, lạc tú không trả lời ông ta, thẳng tay bóp gãy cổ môn chủ kim cương môn. Thật can đảm, môn chủ già tức đến nỗi rìa mép nổ tung. Thật ra thì trước đó ông ta đã nghe qua đệ tử thứ bảy của mình nói có đắc tội với vị thiếu niên tông sư gì đó, nhưng khi ấy ông ta không để tâm trong lòng vì suy cho cùng kim cương môn có đến bảy tám người thuộc cấp bậc tông sư, hà cứ gì phải sợ một thiếu niên tông sư hèn mọn chứ. Chưa kể, bản thân ông ta cũng là một nhập đạo giả rồi, không phải chỉ vừa mới đây, mà đã từ nhiều năm trước rồi. Nếu có từ để hình dung, thì đó chính là đỉnh cao của nhập đạo. Dưới nhập đạo toàn là kiến, huống hồ ông ta còn nắm giữ kỳ môn độn giáp trong tay. Giờ phút này khi vừa đặt chân ra ngoài, ông ta còn định câu thời gian của đối phương, cứu đệ tử của mình rồi sẽ đánh chết đối phương. Nhưng kết quả đối phương lại hành động ngay trước mắt ông ta, thẳng tay giết chết đồ đệ của ông ta. Đó chính là đệ tử mà ông ta yêu thương và cưng chiều nhất, nếu không thì tại sao ông ta lại truyền vị trí môn chủ và cho phép kế thừa tấm áo choàng của ông ta chứ? Thằng nhãi này, cậu cũng to gan thật đấy, rõ ràng tôi đã kêu cậu dừng tay, vậy mà cậu còn dám hành hung giết người. Hai mắt môn chủ già đỏ ngầu, ông kêu tôi dừng tay thì tôi sẽ dừng tay sao cậu tới đây là vì tên nhóc nhà họ giang kia sao môn chủ già trầm giọng hỏi trước đó thì đúng là vậy nhưng giờ không phải nữa rồi tôi đã thay đổi quyết định hiện tại tôi tới đây là để diệt cả nhà ông dù tình khí lạc tú có tốt đến đâu thì lúc này đây anh cũng không thể khống chế cảm giác giết chóc sục sôi trong lòng loại chuyện như diệt môn anh đã làm quá nhiều rồi nên từ lâu đã không còn cảm giác tội lỗi gì nữa chưa kể vừa mới nãy thôi anh đã cho những người này thêm cơ hội nhưng bọn họ lại không biết quý trọng cơ hội đó diệt môn môn chủ già cười nhóc con miệng lưỡi to gan thật đấy môn chủ già quát lớn một tiếng cậu thật sự cho rằng kim cương môn tôi không có người sao môn chủ già bị lời nói của lạc tú chọc giận tôi sẽ lập tức khiến cậu tóe máu ngay tại chỗ đi theo phục vụ đồ đệ của tôi môn chủ già di chuyển. Ông ta thực sự có một chút bản lĩnh, vừa ra tay đã chọn chiêu thức cực kỳ mạnh. Vừa giẫm chân một cái, ngay lập tức một đám mây màu tím đột nhiên xuất hiện, sau đó hóa thành một con thuồng luồng, cái miệng lớn hệt như một chậu máu há to rồi bổ nhào về phía Lạc Tú. Lạc Tú bị chọc giận chỉ biết nở nụ cười châm biếm, nếu đổi lại là trước đó, mấy thủ đoạn nhỏ kiểu này anh chỉ cần một cái tát là xử lý xong. Có điều, khi nãy lúc phá trận pháp lớn Huyền Thiên kia, anh quả thực đã tiêu hao khá nhiều sức lực, nên giờ chỉ đành chọn cách trốn tránh. Tránh điểm mạnh nhất, đánh vào điểm quan trọng nhất. Con thuồng luồng giận dữ giống lên, Lạc Tú tránh sang một bên, sau đó đột nhiên tung một quyền đánh thẳng vào phần eo con thuồng luồng kia. Nơi điểm yếu của hổ, sói và các loài động vật khác đều là phần eo, và thuồng luồng cũng không ngoại lệ. Vị trí bảy tấc kia thật ra là một vị trí tốt, nhưng Lạc Tú lại không đánh vào đó. Có điều, anh vừa mới đánh xong một con thuồng luồng thứ hai bỗng nhiên lại lao tới. Lạc Tú đành phải từ bỏ, sau đó tiếp tục chọn tránh né, nhưng con thuồng luồng thứ ba lại xuất hiện. Tiếp theo, một con lại một con nữa lần lượt xuất hiện, ước chừng có khoảng 9 con thuồng luồng. Hừ, cửu long tím của ông già này, đừng nói là cậu, đến cường giả siêu phàm tới cũng chưa chắc đánh thắng nổi. Môn chủ già cười khẩy một tiếng. Kỳ môn độn giáp uyên thâm, làm sao có chuyện đơn giản như một nguyên lý thuật số được mà cửu long tím của ông ta đã được ông ta tôi luyện đến một trình độ lớn mạnh nhất định, người bình thường thật sự không nhấc lên nổi. Bỏ đi, không lãng phí thời gian nữa. Tuy rằng Lạc Tú vẫn đang né tránh, nhưng anh đột nhiên lại lắc đầu. Anh cũng dẫm một chân, ngay tức khắc, chín con rồng chân chính thực sự xuất hiện. Này không phải do Lạc Tú biết kỳ môn độn giáp, mà ở tiên giới có loại thuật pháp gọi là thủ kính tượng. Có thể bắt trước các phương pháp công kích của đối thủ, có điều, Lạc Tú làm tới mức này thì rõ ràng anh còn thuộc trình độ cao cấp hơn môn chủ già nhiều. Chuyện này có hơi xấu hổ. Bản chất của thường luồng và một con rồng thực thụ có sự tranh lệch. Hiển nhiên, môn chủ già kia ngây ngẩn cả người, ông ta chưa từng thấy một mánh khóe thần kỳ như vậy bao giờ. Chẳng lẽ cậu cũng? Môn chủ già còn chưa nói hết câu, chín con thường luồng của ông ta đã bị lật đổ hoàn toàn, trực tiếp tiêu tán giữa không chung. Mà lúc này, chín con rồng của lạc tú cũng đã biến mất. Môn chủ già lại muốn ra chiêu thêm lần nữa, nhưng ông ta chợt phát hiện lạc tú đã đứng trước mặt mình từ lúc nào. Hất tay tung một cái tát, khiến môn chủ già ngã lăn trên mặt đất. Sang giật phi đâu, lạc tú lạnh lùng sát cổ môn chủ già hỏi. Thằng nhóc đó ở bên trong, nhưng hôm nay cậu sẽ không thể đưa thằng nhóc đó đi được đâu. Tuy đã tới giờ phút này rồi, nhưng môn chủ già dường như không hề hoảng loạn. Tất cả sông lên cho tôi môn chủ già hô to một tiếng, ngay tức khắc, hơn 300 người đồng loạt xông ra. Sau đó, bọn họ vây quanh bốn phía Lạc Tú. Ông cho rằng bọn họ có thể ngăn cản được tôi ư. Lạc Tú cười khẩy một tiếng. Không, bọn họ đã bị tôi dùng kỳ môn độn giáp khống chế, chỉ cần cậu dám động một chút thôi, bọn họ sẽ không sợ chết mà lao về phía cậu. Môn chủ già cười khẩy nói. Xiết sạch bọn họ là được, Lạc Tú vẫn để lộ biểu cảm không vấn đề gì siết sạch bọn họ. Người trẻ tuổi, tôi không thể không nói, cậu vẫn còn quá non. Môn chủ già dường như vẫn rất tự tin. Tôi quên không nói cho cậu biết, mặc dù ông già tôi đã lớn tuổi, nhưng vẫn bắt kịp thời đại, nơi này đã bị tôi cài hơn một nghìn chiếc camera mini, có lẽ cậu không biết đâu nhỉ. Và nó sẽ truyền hình ảnh bên trong và tin tức ra ngoài, liệu cậu có dám giết người ở đây? Hơn 300 mạng người. Nếu chuyện này bị đưa ra ngoài ánh sáng, Cậu thử ngẫm xem sẽ có hậu quả gì." Môn chủ già liên tục nở nụ cười châm biếm. "Chắc không cần tôi phải nói. Hơn 300 người chết dưới tay cậu, dù cậu có lai lịch to bằng trời đi nữa thì pháp luật cũng sẽ không bỏ qua cho cậu. Nếu chỉ có mấy mạng người, cậu dùng quan hệ vẫn có thể trốn tội. Nhưng đây là hơn 300 mạng người, chỉ cần cậu dám ra tay giết, quốc gia này sẽ lập tức ra tay với cậu. Chẳng lẽ cậu dám đối đầu với quốc gia sao?" hoàn toàn chính xác, sẽ chẳng có ai lựa chọn đối đầu với quốc gia. Ngay cả Lạc Tú cũng không muốn, dẫu sao anh cũng là người Trung Quốc, nếu không phải ngại điểm này thì e là giờ đã không đếm nổi có thêm bao nhiêu người chết nữa rồi. chương 274, ông xứng để gọi tôi tới sao? Đến lúc này cậu còn mạnh miệng ư, môn chủ già khinh thường cười nói. Ông ta đã lăn lộn trong giang hồ suốt nhiều năm, từ nhỏ đã dây dưa với đám côn đồ thuộc tầng lớp đáy xã hội, các loại thủ đoạn vô lại ông ta đều thấy qua, thời đại của bọn họ, chỉ cần giữ được mạng sống họ sẽ không từ bất cứ thủ đoạn gì. Một người tuổi vẫn còn trẻ măng, sao có thể là đối thủ của một kẻ từng trải như ông ta? Có điều, ngay lúc này đây, Lạc Tú lại nhìn ông ta bằng ánh mắt thương hại. Giây tiếp theo, môn chủ già phát hiện một người toàn thân quấn băng kín mít đi tới, vừa đi người này vừa rút quần áo trên người ra. Thời điểm người này hoàn toàn bước vào bên trong cánh cổng kim cương môn. Hai mắt môn chủ già đột nhiên mở to hết cỡ, sau đó, ông ta nhìn Huyết Thi Vương bằng vẻ mặt hoảng sợ. Đây là Huyết Thi Vương, môn chủ già sao có thể không biết được. Tôi nói muốn diệt môn thì chắc chắn phải diệt môn. Đôi khi, giết người không cần phải tự mình ra tay, đầu óc ông có vấn đề rồi phải không? Khóe miệng Lạc Tú lộ ra nụ cười châm chọc, ánh mắt trào phúng nhìn về phía môn chủ già của Kim Cương môn. Chỉ cần Lạc Tú không đích thân ra tay, cho dù cuối cùng có quay phim chụp ảnh được cái gì thì cũng chẳng liên quan gì tới anh. Chưa kể, huyết thi vương hoàn toàn có khả năng làm được việc này, cuối cùng thì giờ phút này, môn chủ già cũng có thể cảm nhận được tà khí tỏa ra trên người huyết thi vương. Và càng quan trọng hơn là, môn chủ già không biết rõ thân phận thật của Lạc Tú, cho rằng Lạc Tú chỉ là một tông sư bình thường mà thôi. Chưa nói đến những chuyện khác, nếu để Lạc Tú ra tay giết thì sẽ thế nào? Quả thực, đấu với ông tôi vẫn còn non, đúng không hả? Trên mặt lạc tú lộ rõ vẻ châm chọc. Chớp mắt một cái, môn chủ già lập tức ngây ngẩn cả người, ông ta không ngờ lạc tú còn chiêu thức này nữa, hoặc có thể nói chính bản thân ông ta cũng không nghĩ tới trường hợp này. Ha ha ha, cậu lại sai rồi. Môn chủ già đột nhiên cười rộ lên nói. Chàng trai trẻ, cậu vẫn chưa xem thử tivi đúng không, thử xem đi. Môn chủ già dường như vẫn còn chiêu chờ mình. Ồ, Lạc Tú vô cùng tò mò. Cậu đã lấy quá nhiều thời gian của tôi, và sự chuẩn bị của tôi cũng cần một khoảng thời gian sắp xỉ như vậy. Chết đi, đi chết đi, khắc này, môn chủ già đột nhiên điên cuồng hô to một tiếng. Vừa rồi ông ta vẫn luôn bí mật thu thập năng lượng, vừa kéo dài thời gian dây dưa với Lạc Tú, vừa chuẩn bị đòn phản công, dù gì thì nơi đây cũng là Kim Cương môn, ông ta có thể mượn trận pháp phản công trước khi bị giết chết hãy nếm thử sự chuẩn bị cuối cùng của ông già này đi vạn thần làm lễ ngựa sử lôi đình lôi tới tiếng hét to của môn chủ vang lên chớp mắt một cái sức lực của môn chủ già như bị rút cạn cơ thể ông ta lập tức trở nên gầy nhom chỉ còn cái da bọc xương ông ta mượn trận pháp để thi triển chiêu thức ấy hơn nữa sau khi thi triển xong ông ta cũng sẽ chết theo dù sao thì loại thủ đoạn này cũng trái với lẽ thường Ông ta không chỉ hy sinh tuổi thọ của mình, mà còn hiến tế sinh khí và máu của ông ta, phải thông qua trận pháp mới có thể thực hiện được chiêu thức này. Vốn dĩ rất nhiều người ở ngoài Ninh Châu đã nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, khi này, sau khi thấy cột sáng màu vàng biến mất, họ còn tưởng mọi chuyện đã kết thúc rồi. Nhưng vào khoảnh khắc đó, bầu trời trên núi Cửu Cung mây đen bỗng ngưng tụ lại, những đám mây đen dày nặng đen nhánh như mực. Những tiếng sầm ầm ầm nối tiếp nhau vang lên liên hồi. Ha ha ha, cho dù ông già này có chết thì cũng phải lôi kéo mày cùng chịu tội thay." Môn chủ già khoái chí nở nụ cười tàn nhẫn. "Tao thật sự muốn xem thử, dù mày có thủ đoạn tài trời đi chăng nữa thì mày định chống lại lôi đình của trời đất thế nào đây?" Môn chủ già nhìn mây đen ngưng tụ và lôi đình. "Cho dù mày đã tới cảnh giới thần, thì hôm nay mày cũng phải chết." Trên mặt ông ta tràn ngập sự tàn nhẫn. "Không thể không nói, bản lĩnh của Môn chủ già Kim Cương Môn này tuy không lớn, nhưng thủ đoạn lại nhiều vô kể. Đương nhiên, mức độ lớn hơn nữa là trận pháp kim cương môn này, nếu không phải với năng lực của ông ta thì làm sao gọi Lôi Đình tới được chứ. Có điều, Lạc Tú lại vô cùng bình tĩnh, một chút lo lắng nhỏ cũng không có. Thậm chí, anh còn dùng ánh mắt như thể đang nhìn kẻ ngốc hướng về phía môn chủ già. Ngay sau đó, Lạc Tú lắc đầu, rồi bỗng nhiên mở miệng nói. Mấy trận pháp lớn này đều đã bị tôi phá, ông còn chưa rõ sao? chỉ bằng ông mà cũng xứng nói hai chữ lôi tới lạc tú đột nhiên ngước lên trời cao giống to một tiếng cút ngay cho tôi chỉ với một tiếng hét của lạc tú đã làm lu mờ lôi đình đang ấp ủ nửa ngày giữa trời cao trong phút chốc đám mây kia lập tức tiêu tan đừng nói là mây đen ngay cả một chút mây mù cũng không có giờ khắc này những người ở ninh châu bị hành cho đến ngốc luôn rồi vốn định chờ xem còn phát sinh thêm chuyện gì nữa dù sao thì hiện tại núi Cửu Cung kia cũng là một nơi quá không bình thường. Mây đen như mực ngưng tụ trên bầu trời núi Cửu Cung kia chắc chắn là có chuyện lớn sắp xảy ra, vậy mà chớp mắt một cái là tiêu tán không còn lại gì. Khắc này, người Ninh Châu hệt như một đám quần chúng ăn dưa, ngây ngốc đứng nhìn mây đen trên núi Cửu Cung đang dần tan đi. Trời trong xanh vạn dặm, trong xanh như ngọc bích, dưới bầu trời xanh, ánh mặt trời tỏa ra chói mắt. Môn chủ già ngẩn người, Ông ta hết ngẩng đầu nhìn lên không trung, rồi lại quay sang nhìn Lạc Tú. Vẻ hoảng sợ trên mặt ông ta đã tăng lên tới cực điểm rồi. Ông ta không ngần ngại hiến tế sinh khí và máu của mình, hy sinh tuổi thọ để đổi lại chiêu thức lớn mạnh, cuối cùng còn chưa kịp tung ra thì đã biến mất. Cứ biến mất không rõ nguyên nhân như vậy. Lôi Tới, khóe miệng Lạc Tú thoáng nở nụ cười châm chọc. Trước khi ông chết, tôi sẽ cho ông biết thế nào là lôi tới lời nói vừa tuôn ra khỏi miệng lạc tú. Anh giơ một ngón tay chỉ vào không trung, lôi tới, ầm ầm, một tia sấm sét dày như một thùng nước đổ xuống ngay tức khắc, thậm chí trước khi chết môn chủ già còn chưa kịp thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt, tắt thở với nét mặt kinh ngạc. Bầu trời quang đáng, sấm sét nổ ra giữa ban ngày. Tia sấm sét kia giống như một con rồng đang giận dữ, vội vã xuất hiện giữa bầu trời trong xanh, đến nhanh mà rời đi cũng nhanh sấm xét chân chính tới thì cần gì phải ấp ủ chờ đợi lâu làm gì. Nói đến là đến, mà nói đi là đi. Có điều, lúc này Lạc Tú vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, vì cưỡng chế thi triển chiêu thức này khiến mặt anh hơi ửng hồng. Võ sư và môn chủ kim cương môn giờ đây đã biến thành một đống cho tàn cháy đen trên đất. Còn người ở Ninh Châu lúc này đây chỉ biết trợn tròn mắt. Cái này chẳng lẽ là để xử yêu quái? Rất nhiều người nghĩ tới phương hướng này dù sao thì mấy lời đồn đại về người có thể bị xét đánh, đa số đều là yêu quái. Mà lúc này ở kim cương môn máu đã chảy thành sông, huyết thi vương tàn nhẫn cực độ, nơi nơi đều là mảnh da người. Đọc thêm nhiều chuyện ở gạch dưới trùm duyệt, Việt Nam gạch dưới. Cho phép mày giữ một cái cho riêng mình, Lạc Tú nhìn huyết thi vương nói. Dẫu sao thì huyết thi vương cũng không có da người, cho nên đi đâu cũng bất tiện. chương 275, không một ai cản được. Lạc Tú lại không để tâm tên đần Giang Giật Phi này, gọi Huyết Thi Vương đến đưa Giang Giật Phi đi. Điều làm Lạc Tú thấy lạ là Huyết Thi Vương lại tìm một bộ da phụ nữ chồng lên người mình. Huyết Thi Vương lúc này trông rất thanh tú, rất ra dáng một mỹ nữ. Nhưng Lạc Tú cũng không để ý lắm. Dù gì Huyết Thi Vương trước kia cũng là một cô gái mà. Còn về Giang Giật Phi, Lạc Tú sẽ không để anh ta chết bây giờ. Nhưng tiếp sau này, anh ta sẽ sống còn không bằng chết. Thật ra sau khi trải qua chuyện này Lạc Tú cũng đoán ra vài chuyện ở kiếp trước. Ví dụ như ở kiếp trước tại sao Ba Lạc lại chết một cách vô duyên vô cớ, chắc chắn là có quan hệ rất lớn tới mẹ ruột anh là Thẩm Nguyệt Lan. E là lúc còn sống ở tiền kiếp, sau khi hại chết Thẩm Nguyệt Lan, đối phương lại tiếp tục ra tay với Ba Lạc. Còn về nhà họ Giang, nếu nhà họ Giang đã động đến người thân của Lạc Tú, Thế thì Lạc Tú cũng muốn xem xem nhà họ Giang lẫy Lừng Yên Kinh thậm chí là khắp cái đất nước này có chịu đựng nổi cơn thịnh nộ của anh không. Đợi cứu được Thẩm Nguyệt Lan rồi, Lạc Tú muốn nhà họ Giang phải trả giá ra trò. Vừa hay ngay lúc này, Giang Đồng Nhiên gọi đến, báo với Lạc Tú đã trấn xuống viên ngọc trong người Thẩm Nguyệt Lan. Lạc Tú phần nào nhẹ nhõm. Chí ít tạm thời Thẩm Nguyệt Lan không còn nguy hiểm gì quá lớn, viên ngọc đó là máu từ trái tim Lạc Tú ngưng tụ lại, nó chứa bổn nguyên của Lạc Tú có bổn nguyên của lạc tú chân áp trong thời gian ngắn sẽ không có vấn đề gì lớn chỉ cần tạm thời bảo toàn tính mạng thẩm nguyệt lan vậy thì lạc tú sẽ có thời gian đi tây tạng giết kẻ đã hiểm chú còn về việc kẻ đó rốt cuộc có bản lĩnh có thế lực lớn như thế nào lạc tú không mấy quan tâm chỉ cần thuận lợi tìm được đối phương lạc tú muốn giết thì không một ai cản được nếu có người ngăn cản thì thử xem lần này đã có người chạm đến giới hạn của anh, Lạc Tú tuyệt đối sẽ không nhân từ. Lúc còn ở tiên giới anh đã không phải người tốt gì, cũng từng đồ sát cả đại giới. Sau đó Lạc Tú lại gọi đến cho người ở Thông Châu, đón huyết thi vương về Thông Châu. Chuyện này làm Lạc Tú cảnh giác, vậy nên Lạc Tú đưa huyết thi vương đến Thông Châu để bảo vệ ba Lạc. Còn hai ông cháu Lý Trí Hoa cũng về nhà xuôn sẻ lúc gần đi còn không ngừng đảm bảo với Lạc Tú rằng sau khi về nhất định sẽ chuyển khoản hết tiền cho anh. Nhưng Ninh Châu bây giờ đã nháo nhào cả lên. Núi cửu cung ban nãy vừa xảy ra chuyện lớn như vậy còn gì? Trực tiếp làm giấy lên thảo luận căng thẳng. Bây giờ người ta nói đủ đường, gì mà người ngoài hành tinh, yêu phâu, yêu quái, thần tiên, vân vân. Cả đài truyền hình cũng đến phỏng vấn. Ông Vương nói, ông thề rằng ông thật sự nhìn thấy một người bay trên trời bà lý cũng chắc nịch rằng bà nhìn thấy một luồng sáng màu vàng chắc chắn là thần tiên hạ phàm một ông cụ lẩm ba lẩm bẩm thề thốt bởi vì tia sáng trắng mà điện thoại quay lại cột sáng vàng đều hỏng hết nhưng đám mây tích sấm vẫn bị người ta quay lại được thậm chí cả tia chớp cũng bị quay lại cậu trai trận sấm vừa nổ ở núi cửu cung cậu thấy chưa trên xe taxi tài xế quay đầu hỏi lạc tú nhìn thấy rồi lạc tú gật đầu đúng rồi Cậu thấy sao về chuyện này? Thấy bằng mắt chứ sao? Lạc Tú nói. Ha ha, tài xế cười khan hai tiếng, có hơi ngượng ngùng, hiển nhiên không ngờ Lạc Tú sẽ trả lời như vậy. Họ đều nói núi cửu cung có thần tiên xuất hiện, tôi thấy ấy mà, đó là hiện tượng tự nhiên mà thôi, ở đâu ra mà lắm thần tiên thế, đúng không cậu? Tài xế vừa lái xe vừa lắc đầu. Đúng, Lạc Tú đáp. Đúng rồi, cậu vừa nói cậu chuẩn bị đi đâu? Tài xế khá hoạt ngôn tuy rằng lạc tú tỏ rõ mình rất lạnh nhạt ít nói nhưng tài xế là kiểu người cho dù cậu không nói thì tôi cũng tự nói với cậu một cách nhiệt tình sân bay lạc tú nói tiếp không phải ý tôi hỏi cậu đi sân bay để đi đâu tài xế cười tây tạng đi du lịch hả vậy tôi có thể giới thiệu về chỗ đó tôi từng đi với mấy người bạn phượt tự lái xe đến đó tài xế giống như tìm được chủ đề lập tức bật công tắc nói nơi đó là một nơi rất tuyệt hơn nữa cũng rất thần kỳ, người ta đều nói đi một chuyến đến Tây Tạng giống như đi một buổi thanh tẩy. Ông ta lại nói, "Nhưng nơi đó cũng rất bí ẩn, tôi có anh bạn lúc trước từng giúp một nhóm người, cậu biết bộ đội 9010. Nghe nói từng đào thấy người bỏ ngựa ở Côn Luân, hơn nữa núi Côn Luân còn tương truyền xuất hiện rồng thật, tư liệu vẫn được giấu kỹ." Tài xế thao thao bất tuyệt. Chuyện khủng nhất là, "Này tôi nói với cậu cậu đừng nói lung tung nhé." Ông ta nói một cách bí hiểm, Nghe nói lúc Thế chiến 2, Đức Quốc xã từng phát một đoàn bộ đội khoảng 200.000 người đến Tây Tạng tìm trục trái đất, toàn tính tạo ra một quân đoàn bất tử, nhưng sau đó cả đoàn người lại biến mất một cách kỳ lạ. Chuyện này tính ra không bí mật gì, lên mạng cha cũng biết, Lạc Tú cũng biết một chút, vậy nên luôn tỏ vẻ không hứng thú gì. Cho đến khi tài xế nói đến một vị lạt ma ở đó, Lạc Tú mới chú ý lắng nghe. Nhắc đến chuyện này ấy mà, tôi tự mình chứng kiến rồi đấy, vốn dĩ nói thật lòng tôi không tin thần quỷ gì cả, nhưng từ lúc tôi gặp được vị lạt ma đó tôi mới tin Phật đó. Tài xế giơ cánh tay có đeo chuỗi hạt Phật ra. Trước kia tôi từng đến đó du lịch, nơi đó có tập tục thiên táng. Ông ta bắt đầu nghiêm túc nhớ lại. Thiên táng chính là sau khi người ta chết đi, sẽ được đưa đến một nơi nhất định, rồi để kền kền rỉa xác. Nhưng không phải như trên mạng bảo rằng phương pháp này có thể khiến linh hồn người chết lên thiên đường. Ý nghĩa thực tế của nó là bố thí tôn quý nhất, lấy thân mình làm bố thí, giống như Phật tổ cắt thịt cho chim ưng ăn. Thiên táng như vậy đương nhiên sẽ thu hút sự chú ý của một bộ phận khách du lịch đến Tây Tạng, thậm chí là đi xem. Tài xế may mắn nhìn thấy vị lạt ma kia trong lúc xem thiên táng. Audio điện tử võ tấn bền chương 276, Bạn Phượt Lúc này, trong lúc xe còn đang chạy, ai dám nhảy ra khỏi xe? Nhưng một người sờ sờ thế kia nói không thấy là không thấy nữa, dọa tài xế sợ chết khiếp phải tấp vào lề ngay, trong miệng vẫn không ngừng niệm A-di-đà Phật, Phật tổ bảo hộ các kiểu. Niệm hết một lúc tài xế mới phát hiện trên ghế ngồi đằng sau có để lại 200 tệ. Nhưng điều này càng làm tài xế sợ hơn. Ông ta thậm chí dám thể sau này không dám chở những người ít nói nữa. Mặt khác, Lạc Tú đã đến sân bay kiểm vé. Ông tài xế đó cứ nói cả đoạn đường, quên cả thời gian, Lạc Tú nhìn đồng hồ thấy không kịp nữa mới đột nhiên bỏ đi may mà không xa quá, gần đến sân bay rồi. Vậy nên Lạc Tú là người cuối cùng đến kịp cửa kiểm vẽ. Lên máy bay rồi Lạc Tú đổi chuyến một lần sau đó mới bay thẳng tới Ha Sa. Tiếp đó Lạc Tú gọi một cuộc cho Đan Ba nghe ngóng một chút. Cuối cùng mới quyết định đi lạp ngang thác. Đến nhật khách tắc, Lạc Tú vừa nói muốn đi lạp ngang thác, tài xế sống chết không chịu đưa Lạc Tú đi. Bỏ Lạc Tú giữa đường. Làm Lạc Tú có hơi bối rối. Đi trên đường, Lạc Tú cảm nhận luồng không khí trong lành, đôi lúc còn có thể nhìn thấy vài con bò Tây Tạng. Lúc này, bỗng một chiếc Land Rover bấm còi in ỏi rồi dừng lại bên cạnh Lạc Tú. Anh bạn có muốn đi nhờ không? Đột nhiên một cô gái đeo kính dâm hạ cửa sổ xe xuống rồi nói. Tôi đi lạp ngang thác, Lạc Tú nói thẳng, miễn cho một lát người ta lại sống chết không chịu đi. Anh chàng lần đầu anh đến Tây Tạng phải không? Một người đàn ông trên xe hỏi nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của Lạc Tú, nữ tài xế cũng nói. Lên xe trước đi, chúng ta thật ra cùng đi đến một chỗ đấy. Lạc Tú sau khi lên xe mới phát hiện, ngoại trừ nữ tài xế đeo khẩu trang và kính dâm kia ra, trên xe còn có một nam một nữ. Người đàn ông vạm vỡ, có thể thấy anh ta là con nhà nòi biết phó. Người phụ nữ thì bịt kín mít, đến mức không nhìn ra được gì. Sau khi giới thiệu, Lạc Tú mới biết rằng đây là một nhóm bạn phượt của nhau nữ tài xế tên là Tư Thủy Giao, mới ngoài 20, chiếc xe này là của cô ta, có thể thấy ra cảnh không tồi, lái cả một chiếc Land Rover như vậy. Người đàn ông tên là Đỗ Đông, còn cô gái quấn chặt lấy người kia là bạn gái của Đỗ Hải Đông. Lạc Tú, cậu nói cậu muốn đi lạp ngang thác thì người ta chắc chắn không chịu chờ cậu đâu, nơi đó có biệt danh là Quỷ Hồ, nếu nhìn từ trên cao xuống, không khác gì một miếng ra người. Tư Thủy Giao cười cười. Người bản địa họ kiêng kỵ lắm, người ta không chịu đưa cậu đi đâu. Tư Thủy Giao rất hoạt ngôn. Cậu mà nói muốn đi hồ Manasarova thì người ta sẽ chờ cậu đến, hai nơi đó sát nhau. Tư Thủy Giao nói, cô ta thật ra là một minh tinh ở hương cảng, nhưng gần đây cứ xui xẻo, vừa hay bạn thân Phùng hoan hẹn cô ta đến hồ Manasarova chuẩn bị làm lễ thanh tẩy, vừa hay có thể đi du lịch cho bớt buồn. Thật ra ở khu Tây Tạng rất khó gặp được ai chủ động cho bạn quá giang, bởi vì nơi này không ai chắc sẽ không gặp người xấu. Chẳng qua tư thủy giao không lo lắng mấy, Đỗ Đông là một tay đối kháng sói nghề, biệt danh hổ Đông Bắc, từng đoạt được đai vàng quán quân MMA. Có một cao thủ thế này trong xe, họ đương nhiên không sợ. Chắc cậu cũng đi chiều thánh phải không? Tư thủy giao hỏi. Lạc tú gật đầu. Nhưng tôi nghe nói phía lạp ngang thác gần đây đang tổ chức thịnh hội hoa sen, đến nơi rồi chúng ta có thể đi xem. Từ thủy giao cười. Thật ra Lạc Tú chính là muốn đi thịnh hội hoa sen này, Lạc Tú để đan ba nghe ngóng rồi, người hiểm chú lên thẩm nguyệt lan tên là Lạc Bố Hương Tông, có địa vị và danh tiếng cực cao ở khu vực Tây Tạng. Đương nhiên một bộ phận lớn là nhờ vào sư phụ của ông ta, vị lạt ma kia. Còn thịnh hội hoa sen lần này vị lạc bố Hương tông kia cũng sẽ xuất hiện ở đây, lạc tú cũng lười đi tìm người trong cả khu Tây Tạng này, dứt khoát đến đó chờ sẵn. Tuy tư thủy giao rất thân thiện nhưng có thể thấy thái độ của Đỗ Đông với Lạc Tú có hơi lạnh lùng. Anh ta là quán quân MMA, ở giới boxing cũng xem như là nhân vật cấp bậc đại sư, đến đâu cũng thu hút ánh nhìn người khác, hơn nữa thường ngày đều tiếp xúc với các ông lớn, dù gì đánh đấm kiểu này sau lưng chắn chắn phải có kim chủ ủng hộ. Vậy nên trừ phi là gái đẹp, nếu không Đỗ Đông cũng lười để ý người thường. Cơ bản là không xứng để nói chuyện với anh ta hơn nữa vốn là chỉ có hai người đẹp cùng đi du lịch tự do biết bao giữa đường tự dưng ở đâu ra thêm một lạc tú làm đảo lộn cuộc sống thoải mái của anh ta anh ta đương nhiên không có hảo cảm gì với lạc tú nhưng vì để tiện hơn cuối cùng tư thủy giao để phùng hoan ngồi ra sau để lạc tú ngồi ghế phó lái anh đông anh thi đấu có đánh chết ai chưa tư thủy giao đột nhiên hỏi có nói đến đây mặt đỗ đông lộ vẻ kiêu ngạo việc này làm hai cô gái bỗng thấy hơi sợ đây là chuyện mà đỗ đông đã đoán ra dù gì người bình thường nghe đến từng giết người thì không thể bình thường được đỗ đông cố ý khoe khoang chút trước mặt mọi người thế là bình tĩnh nói có hai người một người là lúc thi đấu chính thức bất cần mà đánh chết còn có một người là thi đấu lậu kiểu sống còn nói đến đây đỗ đông còn cố ý liếc lạc tú một cái vậy anh không sợ ư tư thủy giao bỗng hỏi có gì mà sợ đỗ đông cười khẩy lạc tú nếu là cậu lúc thi đấu cậu có giết người không tư thủy giao hỏi nhưng lạc tú lắc đầu anh chỉ đi nhờ xe mà thôi không nhất thiết phải quá thân thiết với mấy người này tự nhiên cũng không trả lời mấy câu hỏi này nhưng đỗ đông lại cười khẩy sơi em thủy giao này câu này em hỏi sai người rồi em nhìn cậu ấy tay chân còm dòm kia vừa nhìn là mới bước chân ra đời để cậu ấy giết gà khéo còn sợ đừng nói là giết người đỗ đông Phùng Hoan nãy giờ không nói gì bỗng nước anh ta một cái. Người anh em đừng để bụng, không phải tôi có ý gì, tôi chỉ nói sự thật thôi. Đỗ Đông lớn tiếng nói, không hề có ý xin lỗi. Đương nhiên Lạc Tú cũng không để ý, chẳng lẽ còn phải nói với đám người này rằng mình từng giết người. chương 277, quái lạ. Chỉ là Lạc Tú vừa nói xong, Đỗ Đông ở bên cạnh bỗng khịa một câu. Cậu ít nhiều cũng là thằng đàn ông, đừng nói là sợ nhá. Phùng Hoan cũng lắc đầu, Lạc Tú tuy trông có vẻ thanh tú nhưng cả đoạn đường lại có hơi cứng nhắc, rất ít nói chuyện, như thể rất dễ ức hiếp. Thật ra đến Tây Tạng du lịch, lại còn đang ở nơi đất khách quê người, bất kể lúc này có quen biết hay không, nếu đã ngồi trên cùng một chiếc xe thì đàn ông nên chủ động bảo vệ phụ nữ một chút. Mà không phải kiểu rụt rè thế này, giống một tên nhát gan lắm. Đàn ông thế này không dựa dẫm được, cũng không được lòng con gái. Lại nhìn sang Đỗ Đông không lớn hơn lạc tú là mấy nhưng cả người đều toát ra khí phách đàn ông không hề nhu nhược so sánh cả hai lạc tú thua xa lúc này đã xuống xe rồi phùng hoan nhìn lạc tú mà lắc đầu sau đó kéo tư thủy giao sang một bên nói thủy giao bằng không ngày mai cậu ném cậu ta lại chỗ này cho rồi cứ phải kéo theo làm gì không biết nhưng tư thủy giao lại có vẻ không thích câu phùng hoan vừa nói lắm chúng ta đi cùng nhau tới đây trên đường thêm một người đàn ông bảo vệ chúng ta cũng được mà cậu nhìn dáng vẻ nhát gan của cậu ta đi đừng nói là bảo vệ chúng ta chưa cần chúng ta bảo vệ ngược lại may lắm rồi phùng hoan lắc đầu cậu nhỏ tiếng một chút đừng để người ta nghe được tư thủy giao cất lời nghe thấy thì nghe thấy tớ cũng đâu nói sai phùng hoan trợn ngược mắt nói chả có chút phong độ đàn ông nào được rồi được rồi cậu có phong độ được chưa đừng nói nữa mau vào trong đi, mệt cả ngày rồi. Tư Thủy Giao nói. Phùng Hoan chỉ đành hừ lạnh một tiếng rồi đi qua kéo Đỗ Đông vào trong. Lạc Tú, cậu đừng để bụng những gì Đỗ Đông vừa nói, tôi cũng không thích anh ta lắm đâu, nhưng một anh ta là bạn trai hoan hoan, thứ hai là hai người phụ nữ chúng tôi cần người bảo vệ. Tư Thủy Giao lại hiểu chuyện hơn, an ủi Lạc Tú. Thật ra cô ta không thích con người Đỗ Đông lắm, bởi vì trên đường đi anh ta cứ ám thì mập mờ với cô ta. Điều này làm cô ta phát phiền, nhưng anh ta lại là bạn trai của bản thân mình, cô ta cũng không nói gì được, vậy nên hôm nay gặp được Lạc Tú, cô ta dứt khoát mời Lạc Tú đi chung. Không sao, Lạc Tú lắc đầu, tử thủy giao không xấu tính, còn khá tốt, điều này Lạc Tú nhìn ra. Nhưng cậu cũng được chọc đỗ đông, anh ta là quán quân MMA thật, có võ thật đấy. Tôi tra đường rồi, khách sạn gần đây nhất cũng cách trăm cây số chúng ta phải chạy đến 4 tháng 5 giờ sáng mất, vậy nên chỉ còn cách ở tạm một đêm thôi. Tư Thủy Giao thật ra cũng hơi sợ cái khách sạn cũ nát này. Thủy Giao, cậu làm gì đấy? Phùng Hoan và Đỗ Đông lại đi ra. Ồ, đến liền, Tư Thủy Giao do dự một chút, sau đó cất lời, cô ta thích sạch sẽ, thực lòng muốn tìm một nơi để tắm rửa. Lúc này không biết từ bao giờ, một người ông cụ từ đâu ra kéo lấy Tư Thủy Giao. Tư Thủy Giao giật mình, còn tưởng ông cụ là ăn xin, đang tính móc tiền ra thì ông cụ khua tay. Mấy đứa nhóc này gan quá, nơi này mà cũng dám ở. Sao vậy ông? Hay, chỗ rách nát này chết người ba lần rồi đấy. Ông cụ nói xong thì dắt con chó ngao Tây Tạng đi tiếp. Điều này làm cả đám nhất thời có hơi sợ. Nhưng Đỗ Đông vẫn cười khinh như cũ. Đừng sợ, có tôi ở đây. Thấy Tư Thủy Giao cố chấp vậy Lạc Tú cũng không ngăn lại nữa, mà chỉ dặn Tư Thủy Giao buổi tối cẩn thận chút, trong phòng hơi tối, sảnh cũng chỉ có một cây nến. Quầy tiếp tân có một người phụ nữ béo cỡ ba mươi mấy tuổi vừa cắn hạt dưa vừa nhìn đám lạc tú đi vào. Một đêm ba trăm, muốn tắm thì dùng bình nước nóng, trong phòng có thùng nhưng thêm một trăm tệ tiền điện. Tiếp tân mất kiên nhẫn nói. Đừng nhìn tôi, chủ của chúng tôi keo kiệt, không thấy sảnh không mở đèn mà đốt nến à. Tiếp tân lại trợn mắt. Với chỉ còn hai phòng ở được thôi. Này cô thái độ gì thế? Đỗ Đông có hơi bất mãn. Thích thì ở không thích cút mau. Tiếp tân móc một con dao ra da cắm lên bàn. Này, cô, Đỗ Đông sắn tay áo lên. Tư thủy dao vội vàng kéo Đỗ Đông lại. Tôi cho cô biết, hôm nay có họ ở đây, với cô là đàn bà, nếu không thử xem. Đỗ Đông không phục, nhưng người tiếp tân vẫn tiếp tục cắn hạt dưa không để ý anh ta. Mấy người họ đưa tiền, tiếp tân thắp một cây nến rồi đưa họ lên tầng 2, hành lang dài có hơi trơn, thậm chí có hơi lạnh lẽo sau đó đến cuối hành lang hai căn phòng đối diện nhau tiếp tân ném hai cái chìa khóa rồi đi mất hút chúng ta chia phòng đi tư thủy giao dùng đèn điện thoại vừa dọi vừa nói chia thế nào đỗ đông nói hai người phụ nữ các cô một phòng anh đông em sợ phùng hoan làm nũng vậy anh với hoan hoan một phòng tôi và lạc tú một phòng tư thủy giao nói em thủy giao này thế có kỳ không chúng ta cũng không quen cậu này ai biết cậu ta là người tốt hay xấu đỗ đông hiển nhiên có tính toán riêng hay là cậu sang với chúng tôi đỗ đông nói mục đích của mình ra không sao lạc tú trông thật thà lắm không giống người xấu tư thủy giao nói ai biết được lúc này phùng hoan cũng góp lời mỉa mai cứ thế đi phòng ở đây cách âm không tốt có chuyện gì mọi người ới nhau một câu là được tư thủy giao chiếu đèn mở cửa Phùng Hoan cũng mở cửa phòng kia ra. Á, à, bỗng chốc có tiếng kêu vang lên. Đỗ Đông giật mình, bởi vì vừa mở cửa ra đã thấy một gương mặt sau cửa. Tư Thủy Giao và Lạc Tú cũng quay đầu lại nhìn. Nhưng ngay lúc này, bục một tiếng, đèn được mở lên, mọi người nhìn rõ. Trong phòng Phùng Hoan có một người phụ nữ. Tóc người phụ nữ hơi dài, che đi nửa khuôn mặt, thoạt nhìn có hơi đáng sợ. Ngại quá, làm mọi người giật mình. Tôi là bà chủ của khách sạn này, đang dọn phòng. Mọi người nhìn sang, đúng là căn phòng vừa được dọn. Ôi trời ơi, bà làm tôi hết hồn. Phùng Hoan sờ sờ ngực. Chào mừng mọi người, đúng rồi, nhắc mọi người một chuyện, tốt nhất đừng chọc tiếp Tân chúng tôi. Chương 278, gặp ma. Vừa nói xong mọi người đều hốt hoảng theo. Nói bậy kiểu này sau này đừng nói nữa. Tiếp Tân nổi giận nhìn Phùng Hoan và Đỗ Đông cô nói thật hay giỡn vậy đỗ đông cũng có hơi không dám tin ba năm trước nơi này hỏa hoạn bà chủ tôi chết trong đám lửa tiếp tân hừ lạnh mau đi ngủ đi tiếp tân tức giận bỏ đi phút chốc mấy người họ cũng bị dọa sợ chết khiếp đỗ đông em sợ phùng hoan nhảy bổ vào lòng đỗ đông tư thủy giao tuy sợ nhưng lúc này vẫn giữ được bình tĩnh đừng nói là họ trêu chúng ta nhé đỗ đông đột nhiên nói có lẽ là không tư thủy giao lắc đầu trong hai người họ chắc chắn có người nói dối tiếp tân đó hơi có vấn đề nhưng những lời vừa nói là thật hay giả không ai chắc được dù gì thì bà chủ cũng nói đầu óc tiếp tân có vấn đề nhưng tiếp tân cũng nói bà chủ đã chết ba năm trước điều này có hơi đáng sợ nhớ như tiếp tân nói thật họ vừa rồi chẳng phải đã nói chuyện với ma sao thế còn đáng sợ hơn hai cô gái bỗng thấy hoảng sợ tôi thấy chúng ta nên về xe tạm bỡ một đêm thì tốt hơn lạc tú lại biết rõ chuyện gì đang xảy ra nhưng anh ngại phiền phức sợ gì chứ có tôi đây ma quỷ gì cũng kệ lúc này đỗ đông cười khẩy này tôi nói cậu nhóc này gan cậu sao bé thế đỗ đông chào phúng nghe đỗ đông nói xong phùng hoan cũng bất sợ hơn phần nào sau đó nhìn lạc tú một cách khinh khi đúng vậy có anh đông tôi ở đây ai quan tâm là người hay là quỷ muốn đi thì cậu tự đi đi đỗ đông cũng không ưa lạc tú dù gì lạc tú cũng phá chuyện tốt của anh ta nếu lạc tú không ở đây thì tư thủy giao tối nay chắc chắn sẽ ở chúng với họ lạc tú cậu phải ở lại với tôi tư thủy giao lúc này kéo lạc tú lại ánh mắt cầu cứu lạc tú nhìn một chút dù gì tư thủy giao cũng không tệ chịu chở anh theo không thể để cô ta gặp nguy hiểm gì thế là cũng miễn cưỡng gật đầu sau đó ai về phòng nấy tư thủy giao bấy giờ tuy vẫn khá sợ nhưng vẫn hứng một thùng được rồi cắm phích điện vào tính đi tắm nhưng tư thủy giao vừa đổ nước xong cắm điện vào thì bục một tiếng sập cầu dao tư thủy giao vừa tính mở cửa lạc tú đã ngăn cô ta lại sau đó lắc đầu với tư thủy giao tiếp theo đó bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa nhưng là gõ cửa phòng đỗ đông cộc 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 đỗ đông gọi một tiếng ai vậy phòng ốc không có cách âm có thể nghe rõ ràng tôi bà chủ đây có phải sập cầu giao không giọng bà chủ vang lên đỗ đông vừa tính mở cửa bỗng thấy không đúng lắm nếu mà tiếp tân đầu óc có vấn đề thì ai lại đi thuê thế thì bà chủ nói dối tiếp tân nói thật hết vậy thì chẳng lẽ bà chủ là ma thật đỗ đông nhất thời đổ mồ hôi lạnh mà tiếng gõ cửa bên ngoài vẫn vang lên cuối cùng đỗ đông quyết định vẫn mở cửa xem sao nhưng anh ta cũng thông minh gọi một tiếng tư thủy giao Tư thủy giao chỉ đành mở cửa cùng lúc với Đỗ Đông. Kết quả là thấy bà chủ cầm một cây nến đứng ngoài cửa. Các cậu làm sập cầu giao rồi, tôi đến kiểm tra." Bà chủ nói. "Đợi chút, bà chủ bà là người hay ma vậy?" Đỗ Đông cố sức mạnh dạn hỏi một câu. "Cậu trai này, nhìn cũng đàng hoàng mà sao không nói tiếng người thế?" Bà chủ bỗng nổi giận. Có thể thấy được bà ta cũng là một người nóng tính. "Không phải tiếp tân nhà bà nói bà chết rồi đấy chứ. Đỗ Đông lúc này lại không sợ nữa. Nhưng nói người ta thế này nhỡ là hiểu lầm thì không tốt lắm. Nhưng vừa nói xong tiếp tân đã đến nơi. Tôi nói bà chủ chết hồi nào, tiếp tân ngơ ngác. Các người giỡn mặt chúng tôi đó à, đỗ đông vừa nghe là nổi cáu Chúng tôi ăn no rừng mỡ à, tiếp tân lạnh lùng nhìn đỗ đông, trong tay là một mớ hạt dưa, vừa cắn hạt dưa vừa nói. Không đúng, Vừa rồi chúng tôi mở cửa, bà chủ bà dọn dẹp ở trong, dọa chúng tôi hết hồn, tiếp tân của bà lại tới nói bà chết rồi. Phùng Hoan cũng mở miệng nói theo. Đợi chút, cô gái trẻ, tôi đứng trong đó làm các cô giật mình hồi nào. Bà chủ cũng ngơ ngác, thể hiện sự kinh ngạc. Lúc tiếp tân đưa các cô cậu lên lầu là tôi vừa về, sau đó cô ấy xuống lại thì ngồi với tôi ở quầy tiếp tân, đến lúc sập cầu giao tôi mới lên gõ cửa đấy. Bà chủ có hơi bất ngờ mà nhìn Phùng Hoan khoảng thời gian đó tôi ở quầy tiếp tân không có lên đây bà chủ cũng ngơ ngác không đúng bà đang nói dối tư thủy giao cũng mơ hồ nhưng cô ta nghĩ sự việc không đơn giản như vậy rõ ràng là bà chủ có lên còn nói đầu óc tiếp tân có vấn đề mà tiếp tân cũng lên xách theo một con dao dài nói bà chủ chết rồi sao giờ lại không ai thừa nhận được rồi dưới lầu có camera các cậu có thể đi xem bà chủ tức giận nói nửa đêm đừng có dọa nhau được không xem camera thì xem chuyện này phải làm rõ tư thủy giao cũng kiên trì nếu không vừa rồi tiếp tân và bà chủ mà họ gặp đều là ma hà nhưng không thể nào vậy được các cô cậu đến quầy tiếp tân đợi chúng tôi chúng tôi đi bật cầu giao đã bà chủ đi vào phòng tiếp tân cũng đi theo sau đó một đám người đi xuống lầu lại để bà chủ và tiếp tân đi bật cầu giao lạc tú cậu thấy họ nói thật hay giả Tư Thủy Giao vừa đi vừa học lạc tú. chương 279, lấy sự nhiệt huyết ra mấy người họ lại hoảng hồn. Không phải cô vừa ở trên lầu sao, Tư Thủy Giao cũng sợ mất mật. Hai tiếp tân, một người trên lầu, một người dưới lầu. Còn ở nữa không, lạc tú cười khẩy. Anh đã nhắc nhở rồi mà vẫn không chịu nghe. Đỗ đông sợ tè cả ra quần, hai cô gái thì chạy nhanh ra ngoài. Tiếp Tân đứng dậy toàn chạy theo nhưng Lạc Tú quay đầu lại chừng mắt một cái. Tiếp Tân do dự chốc lát, cuối cùng vẫn ngồi lại. Sau đó Lạc Tú bước ngước nhanh ra khỏi khách sạn, lên xe. Nếu hôm nay không có Lạc Tú chấn lại thì đám người này đừng hòng sống sót ra ngoài. Cho đến khi lên xe, cả đám người vẫn run rẩy. Để tôi lái cho, Lạc Tú nhìn Tư Thủy Giao đang run bần bật, để Tư Thủy Giao ngồi sang ghế phó lái sau đó lạc tú khởi động xe lái về phía lạp ngang thác cho đến chiều hôm sau tư thủy giao mới đổi tài cho lạc tú sau đó tìm nơi ăn uống mấy người họ mới tỉnh táo lại không nhắc gì chuyện tối qua tư thủy giao vô cùng hối hận biết thế đã nghe lời anh sẽ không bị dọa chết khiếp thế này nhưng lúc này đỗ đông lại càng lúc càng ghét lạc tú bởi vì tối qua anh ta sợ tè ra quần quá mất mặt hơn nữa còn ngay trước mặt hai người phụ nữ còn Lạc Tú lại vô cùng điềm tĩnh Để không khí bình thường lại, mấy người họ bắt đầu bàn đến thịnh hội hoa sen lần này. Đại Pháp Sư Lạp Bố Hương Tông địa vị cao quý, nghe nói thịnh hội hoa sen lần này ông ta cũng đến, đến lúc đó chúng ta tìm ông ta xin bùa bình an đi. Tư Thủy Giao nói, nhưng nghe nói Đại Pháp Sư Lạp Bố Hương Tông này không dễ xin đâu, nói thật, trước kia tôi có quen một ông lớn, làm ăn xuyên biên giới luôn đấy nhưng đi xin vẫn không được cho. Đỗ Đông cũng nói, nhưng Lạc Tú lại tỏ vẻ không hứng thú gì. Lạc Tú, đến lúc đó cậu đi chung không? Tư Thủy Giao hỏi câu này ý rằng Lạc Tú có muốn đi cầu ông ta không? Nhưng Lạc Tú lại lắc đầu. Tôi đến kiếm chuyện với ông ta thì đúng hơn. Lạc Tú bình tĩnh nói. Gớm, Phùng Hoan khinh miệt hừ một tiếng. Lạc Tú, cậu đừng nói mấy lời này ở đây. Tư Thủy Giao nghe xong sợ xanh mặt. Bởi vì họ đang ngồi giữa quán ăn của người dân Tây Tạng. Để người ta nghe thấy thì hôm nay họ không ra khỏi đây được mất. Đại Pháp Sư Lạp Bố Ương Tông cực kỳ được người ta yêu ái, địa vị ở đây chỉ dưới Lạt Ma, cậu nói thế thì rước họa sát thân vào người đó. Tư Thủy Giao kéo Lạc Tú lại nói. Đừng, em để cậu ta nói đi, xem cậu ta chết thế nào. Đỗ Đông cười khẩy một tiếng. Chém gió thì cũng vừa vừa thôi, nhóc con, cậu biết Đại Pháp Sư là gì không? Đỗ Đông bây giờ như có cơ hội đến, có thể lấy lại sĩ diện. Tôi là chủ nhân của đai vàng MMA mùa trước, bình thường người giống cậu thì tôi xử được 10 đứa, còn là dễ dàng đấy. Nhưng tôi cho cậu biết, nếu tôi mà gặp được vị đại pháp sư lạc bố ương tông ấy, khéo là 100 tên như tôi cũng không phải đối thủ của ông ta. Thế mà cậu dám ở đây nói chuyện bất kính thế này. Đỗ Đông cười khẩy. Anh ta ít nhiều cũng là quán quân đấu đối kháng tổng hợp, là nhân vật cực kỳ tiếng tăm trong giới. Anh ta còn không dám nói như thế, mà nhóc con này lại dám nói rằng ở đây. Vừa nhìn là biết để thể hiện trước mặt phụ nữ nên mới chém gió thế này. Nhưng có lẽ tên này ngu ngốc quá, chém gió vừa vừa thôi, sao lại dám nói những lời như vậy? Với cả cậu có biết thế lực của lạc bố Hương tông ở Tây Tạng lớn thế nào không hả? Người như cậu đừng nói là kiếm chuyện với ông ấy, cậu có một câu bất kính thôi cũng có vô số người đến mổ xác cậu để làm đèn trời đấy. Đỗ Đông khinh miệt nhìn lạc tú, nhưng Lạc Tú cũng không tranh cãi với đám người này làm gì, những lời nói của kẻ nhỏ nhoi này Lạc Tú sớm đã không để tâm. Sẻ nhạn sao hiểu trí thiên Nga? Ví như bạn nói trái đất, mặt trời, vạn vật trong vũ trụ với một con kiến, con kiến đó đủ sức tưởng tượng và hiểu biết không? Đây là khoảng cách tầng lớp, cơ bản không thể giao lưu. Tư thủy giao hiểu chuyện mà lập tức thay đổi chủ đề. Tuy rằng Lạc Tú tối qua rất xuất sắc, nhưng câu vừa rồi của anh lại khiến tư thủy giao thầm lắc đầu vốn dĩ cô ta cảm thấy lạc tú không tồi nhìn có vẻ cũng chỉ mới ra xã hội cô ta nghĩ sau lần du lịch tây tạng này có thể xem xét đến việc đưa lạc tú đến hương cảng phát triển bởi vì thân phận cô ta cũng đặc biệt tuy rằng nơi đây chả được mấy người biết cô ta nhưng dù gì cô ta cũng là minh tinh lớn cô ta nói bừa vài câu cũng có thể để lạc tú vào một công ty lớn hoặc dứt khoát đưa lạc tú theo bên cạnh để bồi dưỡng cũng được như là làm trợ lý bên cạnh cô ta cũng không tệ một tháng cũng mấy chục nghìn tiền lương. Việc này so với người mới ra xã hội mà nói khác nào một bước lên trời. Chỉ là câu nói vừa nãy của Lạc Tú lại làm cô ta bỏ ngay suy nghĩ đó, câu nói đó cho cô ta thấy rõ Lạc Tú là người không biết trời cao đất dày là gì. Người như thế này mà đưa theo bên cạnh chắc chắn sẽ gây ra nhiều phiền phức. Tư thủy giao lắc đầu, xã hội tàn khốc thế đấy, có lẽ anh chàng trước mắt này của cô ta vẫn chưa biết mình đã mất đi một cơ hội bay cao rồi nhỉ. Quả thật, Lạp Bố Hương Tông có địa vị cực cao ở nơi đây, càng đến gần Lạp Ngang thác, càng có nhiều người đến xem thịnh hội hoa sen. Giữa đường càng gặp được nhiều người hơn. Đây rõ ràng là một buổi thịnh hội. Đại pháp sư Lạp Bố Hương Tông là người thu hút nhiều ánh mắt nhất ngoài vị Lạt Ma Như Phật sống kia. Xe sắp đến nơi cần tới, Đỗ Đông vẫn chém gió như cũ. Mấy năm mà tôi đi lính, có thể gọi là thanh niên nhiệt huyết. Đỗ Đông vừa bốc phét vừa hút thuốc cho dù là đã xuất ngũ, chỉ cần tổ quốc kêu gọi một tiếng, tôi cũng ra trận giết giặc được. Đỗ Đông tỏ vẻ tự cao. chương 280, đi tìm cái chết lạc tú nói xong, Đỗ Đông bỗng ngây ra. Vừa rồi anh ta chỉ bốc phét chút thôi, nhưng cảnh tượng trước mắt, anh ta đủ sức chen chân vào không. Truy sát kiểu đó anh ta mà tham gia vào tuyệt đối sẽ chết ngay. Đặc biệt là ba người ngoại quốc đang chạy đuổi theo đó, chạy như bay, thân hình thì như rồng như hổ, có khí thế như đào sông lấp bể tới nơi. Đùa à, tình huống như vậy sao anh ta dám đi? Sao thế, Lạc Tú nhớn mày. Không phải anh là quán quân MMA à? Không phải anh là nam nhi máu nóng luôn chảy trong người à? Sao không đi, Lạc Tú chào phúng. Bị Lạc Tú khích đều, mặt đỗ đông không dễ chịu nữa. Cậu nghĩ tôi ngu à? Đi cho chết hay sao? Đỗ đông hử lạnh nếu bước ra dưới tình huống đó chắc chắn sẽ bị vỗ một phát chết ngay tuy rằng anh ta không phải người trong võ đạo nhưng cũng có tiếp xúc ít nhiều người như thế chắc chắn là cao thủ đã luyện được nội công đừng nói là anh ta cho dù quyền vương có tới thì cũng phải quỳ xuống không ai đỡ được thế thì sau này ít bốc phét mình là quân nhân lại lạc tú cười khinh câu này làm đỗ đông và phùng hoan lập tức cảm thấy mất mặt được cậu ngon thì đi đi đỗ đông đáp trả một câu cậu nói giỏi thế, sao cậu không đi? Phùng Hoan cũng nghĩa thêm một câu. Đương nhiên họ cũng biết sao Lạc Tú dám chứ. Đến cả Đỗ Đông còn không dám nữa là. Nhưng ngoài ý muốn, Lạc Tú cười khẩy một tiếng. Dừng xe. Lạc Tú, cậu tính làm gì? Tư Thủy Giao nghe xong, sắc mặt cũng thay đổi theo. Cứu người, Lạc Tú lạnh lùng nói. Được đó, Thủy Giao, em dừng xe đi, để nó đi chết là vừa. Còn cứu người ư, cũng không xem lại mình mấy cân mấy lạng đỗ đông cười khẩy cậu cũng bốc phét vì biết thủy giao không dừng xe lại thôi chứ gì phùng hoan cũng mỉa mai nhưng vừa nói xong lạc tú đã giơ tay kéo phanh tay khiến tư thủy giao đành phải đạp phanh gấp lạc tú cậu muốn làm gì tư thủy giao có hơi bực mình lạc tú quá bốc đồng cứu người lạc tú vừa dứt câu đã mở cửa xe đi xuống thật lạc tú cậu đừng xuống cô rất tốt lạc tú không những ngắt lời tư thủy giao mà còn vươn tay ra vỗ vai cô ta một cái nhất thời tư thủy giao nhẹ cả người từ tối qua ba người họ đều thấy cả người nặng nề như có gì phát trên người vậy ba người thấy có thể là do sợ hãi quá nên mới mệt vậy nhưng lạc tú vừa vỗ nhẹ một cái tư thủy giao lập tức thấy thoải mái đi nhiều cả người cũng phấn chấn hơn nhưng lúc này tư thủy giao lại muốn ngăn lạc tú lại không nói cái khác cả đỗ đông mà còn không dám xuống cứu người, thì lạc tú khác gì đi đâm đầu vào chỗ chết. Tuy rằng tư thủy giao bèo nước gặp nhau với lạc tú, nhưng mọi người cũng trải qua một đêm hoạn nạn cùng nhau, ít nhiều cũng có cảm tình. Nhưng tư thủy giao chưa nói gì thì lạc tú đã xuống xe mất. Lạc tú, cậu đừng đi, tư thủy giao hét lên một tiếng, xuống xe theo, muốn ngăn lạc tú lại. Nhưng lạc tú đã xoay người chuẩn bị đi rồi lúc lạc tú xoay người đi bỗng lạnh lùng nói với đỗ đông. Anh bốc phét gì cũng được, nhưng sau này đừng nói mình từng đi lính nữa, bởi vì anh không xứng, càng làm ô nhục hai chữ quân nhân mà thôi. Mày, đỗ đông vừa tính nói thì lạc tú đã xoay người đi mất. Lạc tú, quay lại đây, tư thủy giao đang chuẩn bị chạy theo, ai biết sau lưng lại có một cánh tay kéo cô ta lại, là tay của đỗ đông. Đỗ đông, bây giờ không phải là lúc trả đúa, tư thủy giao nghiêm túc nói. Nếu cậu ta đã muốn chứng tỏ, muốn đi làm anh hùng thì cứ để cậu ta đi. Đỗ Đông ỉ mình mạnh mà kéo tư Thủy Giao vào xe. Thủy Giao, người như cậu ta muốn đi tìm cái chết thì cậu ngăn lại làm gì? Phùng Hoan cũng đưa tay kéo tư Thủy Giao lại, sau đó kéo vào xe, Đỗ Đông ngồi vào ghế lái. Sau đó dùng sức kéo sập cửa vào, đạp ga. Cậu ta muốn chết thì cứ để cậu ta chết, đừng liên lụy chúng ta. Đỗ Đông cười nhạt một tiếng rồi phóng xe đi như thể sợ hãi không dám ở lại đây thêm một giây nào nữa đỗ đông các người quá đáng rồi đấy tư thủy giao nhìn bóng lạc tú càng lúc càng nhỏ dần sau kính xe thủy giao không phải chúng ta quá đáng mà là cậu ta quá đáng ba người đó ra sao em cũng thấy rồi đấy hôm nay ai đi thì cũng chết đỗ đông cười khẩy đó chắc chắn là cao thủ võ đạo đã có nội công truyền thuyết không phải có nhiệt huyết là đánh lại đâu nhưng cậu ta tự đi tìm cái chết thì được nhưng dừng xe ở đó khác gì liên lụy chúng ta?" Đỗ Đông bất mãn nói. "Nhớ đâu người ta gai mắt chúng ta, giết luôn chúng ta thì sao?" Đỗ Đông không những không cảm thấy bỏ chạy rất xấu hổ, mà còn trách ngược Lạc Tú. Nhìn bóng lưng đã biến mất sau kính xe, mặt Đỗ Đông tỏ vẻ khoái chí. "Cứ đòi làm anh hùng, thế thì mày tự chết đi, chết ở nơi này chả ai quan tâm mày là anh hùng hay không, cũng chả ai nhặt xác cho mày." Mà Đỗ Đông và Phùng Hoan lại không phát hiện từ sau đêm đó, trên lưng hai người họ có thêm hai người nữa, vẫn luôn vắt vẻo trên người. Ở hướng ngược lại, Đỗ Đông lái xe đi rồi, Lạc Tú cũng không để tâm lắm, đây là chuyện dễ đoán, bởi vì không phải ai cũng có nhiệt huyết thật sự cả. Mà hướng Lạc Tú đi vừa hay nghênh đón bốn người kia đang chạy tới. Lâm Hóa Long đang chạy như bay thật, thậm chí ông ta cảm thấy hôm nay có khi mình sẽ chết trên tay đối phương. Ông ta bị một vị thông thần giả đả thương may sao chạy thoát, nhưng đối phương lại phái ba cao thủ cấp tông sư đến truy sát mình. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 280